Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương một điều động nhân lực. Hãy giúp tôi điều tra xem lai lịch của tập đoàn Vương Lôi gần đây xuất hiện ở thành phố Đà Lạt và lai lịch của ông chủ của ông chủ tập đoàn Vĩnh Kim Bảo. Lệ Uy Long nói, "Được rồi, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay." Thiên Thành nói. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Thành bắt đầu cho người điều tra lai lịch của tập đoàn Vương Lôi và Vĩnh Kim Bảo. Vài phút sau, thiên thành đã điều tra xong và gọi ngay cho lê uy long anh đã điều tra ra chưa lê uy long hỏi anh thiên tôi đã tìm được thông tin tập đoàn vương lôi là do một tổ chức tài chính lớn ở đông quốc đầu tư vĩnh kim bảo này là người long quốc nhưng lớn lên ở đông quốc nên có quốc tịch đông quốc thiên thành nói vậy là do đông quốc đầu tư lê uy long có chút kinh ngạc đúng vậy anh thiên lần trước anh đã ra lệnh cho mạc tuấn đột nhập vào đại sứ quán đông quốc để bắt trương minh thành còn đánh bị thương những lính canh ở đó, lần này tổ chức tài chính Đông Quốc đã bất ngờ đầu tư vào tập đoàn Vương Lôi ở thành phố Đà Lạt, rất có thể là nhắm vào anh." Thiên Thành nói. "Ừm, um, rất có thể, có lẽ gián điệp của họ đã lấy được thông tin và biết được tôi là ông chủ của tập đoàn Galaxy. Họ không dám gây chiến với tôi ở Long Quốc, vì vậy họ muốn trả thù tôi trong chiến tranh kinh tế." Lê Uy Long nói. "Một thành phố Đà Lạt nhỏ bé không đáng để tổ chức tài chính của Đông Quốc đầu tư." giờ đây họ đang ném tiền một cách điên cuồng và không chút ngần ngại lê uy lòng nghĩ rằng họ không ngu ngốc chắc chắn có mục đích gì đó ngoại trừ là để trả thù anh anh thực sự không nghĩ ra được mục đích gì khác hơn nữa hiện tại tân chủ tịch của tập đoàn galaxy là vợ của anh nếu chu nhược mai mới vừa nhận chức chủ tịch mà công ty đã phá sản thì sẽ cực kỳ nhục nhã bọn họ cũng phần nào đạt được mục đích trả thù anh thiên ngoài ra Chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng họ cũng đưa một nhóm tinh hoa từ Đông Quốc vào tập đoàn Vương Lôi. Những tinh hoa này, bề ngoài là người kinh doanh lão luyện, nhưng danh tính thực sự của họ rất có thể là lính đánh thuê." Thiên Thành nói. "Có lính đánh thuê đóng trong tập đoàn Vương Lôi?" Lê Uy Long hơi kinh ngạc. "Người của chúng tôi đang điều tra, đó chỉ là nghi ngờ sơ bộ, danh tính thực sự của họ vẫn chưa được tìm ra." Thiên Thành nói. "Có vẻ như thành phố Đà Lạt sẽ lại náo nhiệt rồi đây." lê uy long nói audio điện tử võ tấn bền anh thiên hiện tại kế hoạch của anh là gì đường thiên thành hỏi chơi với họ đến cùng lê uy long nói anh định chơi thế nào nếu những tay kinh doanh lão luyện mà họ mang theo thực sự là lính đánh thuê tôi lo rằng anh sẽ gặp nguy hiểm thiên thành nói có gì mà phải sợ chứ vậy thì tôi cũng điều một số tinh anh xuất chúng từ phía tây là được đúng không lê uy long nói Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể điều đến 20 tinh anh xuất chúng, dù gì lực lượng quân đội của chúng ta cũng có hạn. Nhóm kinh doanh lão luyện mà họ cử đến lần này có đến hơn 200 người, gấp 10 lần chúng ta. Thiên Thành nói, không sao, không phải là lính đánh thuê sao, làm gì có chuyện gì mà tôi chưa trải qua. Lê Uy Long nói, anh là vũ khí quan trọng của quốc gia, là trụ cột của Long Quốc, không thể có chuyện gì bất chắc được. Tôi nghĩ chúng ta nên điều thêm binh lính để đảm bảo anh được an toàn. Thiên Thành nói: "Nếu điều thêm binh lính thì chắc chắn sẽ khiến bọn chúng chú ý. Bọn gián điệp của Đông Quốc tản mát khắp nơi nhất định sẽ tìm hiểu hành tung của chúng ta. Vì vậy, không cần phải điều thêm quân tới nữa. Tôi có hai vị tướng giỏi là anh và Hà Ngọc Lan là đủ để đối phó với bọn chúng rồi." Lê Uy Long nói. Chương 202: Chiến tranh thương mại. "Được rồi, trong thời gian đó, tôi và Hà Ngọc Lan sẽ không rời anh nửa bước để bảo vệ anh." Thiên Thành nói không cần chỉ là mấy trăm tên lính đánh thuê mà thôi tôi có thể xử lý hai người không cần đi theo tôi lê uy long nói lần trước khi anh đến nhà hàng đại thành với hà ngọc lan để cứu người đã khiến chu nhược mai nghi ngờ nếu để cô ấy đi theo chẳng phải sẽ chu nhược mai ghen hơn sao anh thiên tập đoàn vương lôi này bề ngoài là đến thành phố đà lạt làm ăn nhưng thực chất là đối phó với anh đấu trước mặt thì dễ xử lý đánh sau lưng mới khó lường tôi sợ anh gặp nguy hiểm anh là người hộ soái bảo vệ của long quốc nếu anh xảy ra bất kỳ tai nạn nào ai sẽ bảo vệ đất nước thiên thành nói tùy tình huống khi nào cần thiết tôi sẽ để anh đi theo đến lúc đó anh cách tôi không xa nếu có bất kỳ nguy hiểm nào thì vẫn có thể ứng cứu kịp thời lê uy long nói được rồi chúng ta có nên mời một số bậc thầy tài chính đến để vực dậy tập đoàn galaxy không thiên thành hỏi lại tạm thời không dùng đến chúng ta cứ chờ xem đây là cơ hội tuyệt vời để vợ tôi rèn luyện hãy để cô ấy trải qua một số sóng gió và rèn luyện chỉ có vượt qua sóng gió cô ấy mới có thể trưởng thành nhanh chóng lê uy long nói tuy nhiên tập đoàn vương lôi đang đến một cách quyết liệt và tấn công bằng những đòn nặng nề hiện tập đoàn galaxy đã rơi vào tình trạng tê liệt ngay cả những bậc thầy kinh doanh cũng khó có thể đối phó được hơn nữa hiện nay nhiều đối tác đã phá bỏ hợp đồng để hợp tác với tập đoàn vương lôi nhân tài cấp cao đã về tập đoàn vương lôi rồi tôi lo lắng chị dâu sẽ bỡ ngỡ bất ngờ không kịp trở tay thiên thành nói trong hoạn nạn mới nhìn thấy tình cảm đây chính là một bài kiểm tra dành cho cô ấy thông qua cuộc khủng hoảng này cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng ai là người trung thành và ai là kẻ xấu chỉ tìm kiếm lợi nhuận lê uy long nói anh thiên chúng ta đều là những người chỉ biết chiến đấu và không hiểu chiến tranh thương mại anh không sợ tập đoàn galaxy sẽ bị tập đoàn vương lôi tiêu diệt sao thiên thành nói như người ta nói thương trường là chiến trường mặc dù chúng ta không hiểu về chiến tranh kinh doanh nhưng các nguyên tắc của chiến tranh đều giống nhau chỉ cần tôi có quyền lực trong tay xử lý bọn họ chỉ là chuyện nhỏ lê uy long nói vâng anh thiên nói có lý thiên thành nói không có chuyện gì nữa thì cứ vậy đi lê uy long nói vâng anh thiên cẩn thận một chút nếu có bất cứ điều gì hãy cho tôi biết ngay lập tức Tôi nhất định sẽ có mặt ngay khi có thể. Thiên Thành nói. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Uy Long cảm thấy hơi nặng nề. Anh biết lần trước ra lệnh xông vào Đại sứ quán Đông Quốc bắt Trương Minh Thành đã khiến nhân dân Đông Quốc phẫn nộ. Quốc vương Đông Quốc muốn đàm phán với quốc vương Long Quốc, nhưng quốc vương Long Quốc lại tự bảo vệ mình nên Đông Quốc cũng không làm gì được. Người dân Đông Quốc tức giận cũng không dám gây chiến với Long Quốc nên đã dùng thủ đoạn này để đối phó. Đông Quốc không dám cử binh lính của mình đến thành Đà Lạt vì sợ mọi chuyện bại lộ và xung đột sẽ nổ ra chiến tranh giữa hai nước. Vì vậy, họ định cư ở thành phố Đà Lạt dưới hình thức thương mại, rồi mời lính đánh thuê ra tay. Bởi vì lính đánh thuê không thuộc quân đội của Đông Quốc, ngay cả khi họ giết hộ soái bảo vệ của nước mình, Đông Quốc có thể trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho đám lính đánh thuê, điều này có thể ngăn Long Quốc bắt đầu chiến tranh với Đông Quốc. Chắc chắn bọn họ đến không có mục đích tốt đẹp gì. Lần này, đối thủ có đông quốc chống lưng, cung cấp mọi thứ và hỗ trợ cho họ, điều này sẽ khó xử lý hơn. Những đối thủ này không chỉ mạnh về tài chính mà còn được huấn luyện bài bản, đã trải qua nhiều trận chiến nên mạnh hơn gấp trăm lần so với đám hỗn tạp nhà họ Trương và bang Lion Gate. Đứng sau nhà họ Trương và bang Lion Gate, họ chỉ được hỗ trợ bởi Giám đốc Công an thành phố Hoàng Minh Yên và Chủ tịch quận Trương Minh Thành, trong khi tập đoàn Vương Lôi hiện tại được hỗ trợ bởi Đông Quốc, thực lực mạnh mẽ thế nào ai cũng biết nếu quân đội đối đầu trực diện, anh sẽ không sợ bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, Đông Quốc đã thực hiện loại thủ đoạn xảo quyệt này để tham gia vào chiến tranh kinh doanh, đây là lĩnh vực anh không nắm rõ nên sợ sẽ có bất chắc. Lệ Uy Long bây giờ không thể nghĩ ra cách nào, vì vậy anh chỉ có thể đương đầu với những thứ luôn thay đổi. Khi anh trở lại phòng của Chu Nhược Mai, Chu Nhược Mai vẫn chưa tắm xong, vẫn đang ở trong phòng tắm. Lệ Uy Long, rốt cuộc anh có ở trong phòng không thế? Đúng lúc này, giọng nói của Chu Nhược Mai từ trong phòng tắm vang lên. Anh đang ở trong phòng, Lê Uy Long nói: "Em vừa rồi gọi anh nhiều như vậy, sao anh không trả lời?" Chu Nhược Mai tức giận hỏi: "Chương 203 quên lấy quần áo. Vừa rồi anh đi ra ngoài, có chuyện gì vậy?" Lê Uy Long hỏi: "Em quên lấy áo, anh có thể mang một bộ cho em thay không?" Chu Nhược Mai nói: "Cái gì? Em quên lấy quần áo?" Lê Uy Long vô cùng kinh ngạc chuyện này có gì phiền phức vậy, đi vào tủ lấy giúp em một bộ quần áo. Chu Nhược Mai nói, vì chuyện của tập đoàn Galaxy nên cô rất lo lắng, vào phòng tắm tắm xong quên mang quần áo vào, bây giờ đi tắm xong phải mặc quần áo mới biết là chưa mang vào. Được rồi, Lệ Uy Long không còn cách nào khác là mở tủ lấy quần áo Chu Nhược Mai. Tuy nhiên, khi mở tủ ra, anh thấy đầy ắp quần áo đủ loại, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, anh liền bối rối em định mặc trang phục nào lê uy long hỏi em muốn bộ đồ ngủ màu hồng chu nhược mai nói còn đồ lót thì sao gen hay co tần nguyên chất lê uy long hỏi lại co tần nguyên chất chu nhược mai đỏ mặt nói cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng lê uy long có thể nhìn thấy bên trong quần áo của cô được rồi em muốn màu đen trắng hay hồng lê uy long hỏi lại sao cũng được chu nhược mai ngượng ngùng và tức giận nói màu gì vậy lần đầu tiên lê uy long không dám chọn quần áo cho vợ màu trắng sao anh lại dài dòng như vậy chứ chu nhược mai rất tức giận được rồi chọn xong quần áo lê uy long đi đến cửa phòng tắm nói anh mang quần áo đến rồi bây giờ làm sao anh có thể đưa quần áo cho em đây anh tự mở cửa và vào đi chu nhược mai nói nghe thấy chu nhược mai nói vậy tim lê uy long đập mạnh nếu để cho chính mình mở cửa đi vào chẳng phải là có thể nhìn hết cô sao tưởng tượng đến cảnh tượng sắp nhìn thấy máu của lê uy long lập tức sôi lên máu mũi suýt nữa lại trào ra vậy thì vậy anh đi vào ngay đây giọng lê uy long run lên vì phấn khích chẳng lẽ lần này cơ hội đến rồi sao vào thì vào đi còn đứng lề mề ở đấy làm gì chu nhược mai tức giận nói được rồi thế là lê uy long run rẩy tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra anh đã quyết định rằng nếu chu nhược mai cho mình thêm một cơ hội lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. Khi cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, một mùi thơm hấp dẫn tràn vào mũi anh. Phòng tắm bốc khói nghi ngút, phảng phất một vẻ đẹp mơ hồ khó tả. Chương 204 phản bội chữ tín. Trong sương khói, Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đang nằm trong bồn tắm, mặt nước nổi bọt nên không nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Đừng nhìn nữa, anh không nhìn thấy gì đâu chu nhược mai nhìn thấy ánh mắt của lê uy long đang dừng lại ở bọt nước trong bồn tắm thì bình tĩnh nói ồ lê uy long lúng túng nhìn lại trong lòng anh vô cùng thất vọng còn tưởng rằng chu nhược mai tư cố ý quên mang quần áo để bảo mình đưa vào phòng tắm sau đó sẽ diễn ra những chuyện kia hóa ra là anh suy nghĩ quá nhiều chu nhược mai đã đề phòng đầy đủ nên cô không sợ hãi mà dám yêu cầu lê uy long gửi quần áo vào phòng tắm bỏ quần áo xuống rồi đi ra ngoài Chu Nhược Mai nói. Được, Lệ Uy Long bỏ quần áo xuống và miễn cưỡng rời khỏi phòng tắm. Ngày hôm sau, người của tập đoàn Vương Lôi liên hệ với Chu Hữu Lộc, tổng giám đốc của công ty Chu Thành. Họ nói rằng họ có thể đưa ra nhiều dự án cho nhà họ Chu, giá cao hơn nhiều so với tập đoàn Galaxy. Họ hy vọng có thể hợp tác với nhà họ Chu. Chu Hữu Lộc vô cùng hứng khởi, lập tức nói với bà Hoàng chuyện này. Bà Hoàng vô cùng vui mừng khi biết được sự việc này, liền gọi điện cho nhà họ Chu cùng nhau họp gia đình. Bây giờ tập đoàn Vương Lôi muốn hợp tác với nhà họ Chu, còn nghĩ thế nào? Bà Hoàng hỏi. Đương nhiên là phải hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Tập đoàn Vương Lôi ra đời ở thành phố Đà Lạt, tiềm lực tài chính mạnh, giá cao. Còn quá nhiều dự án hoàn thành, hợp tác lâu dài. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chu Hữu Lộc nói. Tuy nhiên, thực lực của nhà họ Chu chúng ta có hạn. Hiện tại chúng ta đã gần như đầu tư hết nhân lực, vật lực cho dự án của tập đoàn Galaxy. Không thể cùng lúc làm dự án của tập đoàn Vương Lôi. Vậy thì hãy tạm dừng dự án của tập đoàn Galaxy, đầu tư toàn bộ nhân lực, vật lực, dốc toàn lực để làm dự án của tập đoàn Vương Lôi đi. Chu Hữu Lộc nói, chúng tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn Galaxy. Nếu chúng ta phá vỡ hợp đồng, chúng ta phải bồi thường thiệt hại. Không thể để như vậy được, Chu Hòa nói. Dự án tập đoàn Galaxy do chính con gái ông, Chu Nhược Mai ký hợp đồng, ông là người phụ trách dự án này nên đương nhiên sẽ không phá bỏ hợp đồng. Theo tôi được biết, khoản tiền vi phạm hợp đồng mà anh đã ký với con gái không quá nhiều, chỉ là 9 tỷ. Đối với việc vi phạm hợp đồng này, chúng ta sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng cho con bé. Chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, một dự án thu được số tiền kiếm được nhiều gấp đôi số tiền kiếm được khi hợp tác với tập đoàn Galaxy chỉ cần bỏ ra 9 tỷ tiền vi phạm hợp đồng thì có đáng gì?" Chu Hữu Lộc nói. "Không phải là như vậy, khi chúng ta kinh doanh thì phải chú ý đến sự trung thực. Nhớ lúc đầu dùng mọi cách để Dư Hân giao dự án cho. Giờ Dư Hân đã giao dự án cho rồi, nhưng các người lại nuốt lời không muốn làm nữa. Chúng ta không thể vì lợi nhuận mà đánh mất chữ tín như thế." Chu Hòa cố gắng thuyết phục. Lúc này, Thúy Họa nói, "Anh cả, kinh doanh vì lợi nhuận thì có làm sao chứ?" Kinh doanh chính là vì lợi nhuận, mọi thứ ngoại trừ lợi nhuận sẽ trở nên vô nghĩa. Anh không thể chỉ vì giữ chữ tín với con gái mình mà để ảnh hưởng đến sự phát triển của họ Chu được. Tập đoàn Galaxy đã thống trị thành phố Đà Lạt trong nhiều thập kỷ, có đủ nền tảng, nhưng tập đoàn Vương Lôi chỉ là ngôi sao đang lên, có nền tảng nông cạn và tương lai không chắc chắn. Chúng ta không thể vì lợi ích trước mắt mà bỏ rơi tập đoàn Galaxy. Chu Hòa vẫn cố gắng nói đến cùng. Trương 205 không muốn giúp đỡ. Đúng vậy, tập đoàn Vương Lôi chỉ mới đến thành phố Đà Lạt, không ai biết tình huống cụ thể trong tập đoàn. Có thể đó chỉ là một công ty vỏ bọc, chúng tôi không thể từ bỏ hợp tác với tập đoàn Galaxy được. Tô Ánh Tuyết nói, bà đương nhiên hy vọng rằng nhà họ Chu có thể tiếp tục hợp tác với tập đoàn Galaxy. Bởi vì con gái của bà là chủ tịch tập đoàn Galaxy, chỉ cần tiếp tục hợp tác với tập đoàn Galaxy sẽ có thể giữ cho mình vị trí cao trong nhà họ Chu. Một khi nhà họ Chu ngừng hợp tác với tập đoàn Galaxy, địa vị của họ trong nhà họ Chu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Chị dâu, chị nói sai rồi, tập đoàn Vương Lôi rất hào phóng, nhiều người hợp tác với tập đoàn Vương Lôi đã nhận tiền đặt cọc rồi, làm sao có thể là công ty vỏ bọc được." Thúy Họa nói. "Đúng vậy, thế lực của tập đoàn Vương Lôi hiện tại đã nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt. Theo xu hướng phát triển này, không lâu nữa tập đoàn Vương Lôi từ phía sau sẽ thay thế tập đoàn Galaxy và trở thành bá chủ thương mại của thành phố Đà Lạt." Chu Hữu Lộc nói. "Trong thời gian này, do Chu Nhược Mai đứng đầu sóng ngọn gió chịu gánh nặng của tập đoàn Galaxy, thậm chí còn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Galaxy, giao dự án cho nhà họ Chu, chỉ định Chu Hòa làm trưởng dự án, từ đó địa vị của Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết trong nhà họ Chu đã tăng lên nhiều." Chu Hữu Lộc và Thúy Hòa thấy thế đã không hài lòng từ lâu bây giờ hiếm có cơ hội để lật ngược tình thế, họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nói một cách khó hiểu, theo tình hình hiện tại, tập đoàn Galaxy bây giờ đang đối mặt với khủng hoảng phá sản, ước tính sẽ sớm bị tuyên bố phá sản. Có nhất thiết chúng ta phải hợp tác với một công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản không? Khi đó, Chu Hoàng Lâm cũng nói: "Sẽ không đâu, tập đoàn Galaxy dưới sự lãnh đạo của con gái tôi chắc chắn sẽ không phá sản." con bé chắc chắn sẽ có thể lật ngược tình thế và để tập đoàn Galaxy tồn tại qua cuộc khủng hoảng này. Tô Ánh Tuyết lo lắng nói. Ha ha, con gái chị là ai chứ, chẳng lẽ chị không biết suy nghĩ sao? Chị với chút tài năng đó mà cũng muốn lật ngược tình thế, dẫn dắt tập đoàn Galaxy vượt qua khủng hoảng. Đừng có nằm mơ, Thúy Họa lạnh lùng nói. Chị dâu, chị không biết hiện nay nhiều đối tác đã phá hợp đồng với tập đoàn Galaxy sao? Nhiều nhân tài từ tập đoàn Galaxy đã đầu quân cho tập đoàn Vương Lôi rồi, con gái chị chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể làm gì với sự uy hiếp của tập đoàn Vương Lôi hùng mạnh này đây?" Chu Hữu Lộc cũng nói. Tô Ánh Tuyết nghe thấy thế thì không nói lên lời, bản thân bà cũng cảm thấy con gái mình sẽ khó có thể dẫn dắt tập đoàn Galaxy vượt qua cuộc khủng hoảng này. Ngay cả Chu Hòa cũng cảm thấy tập đoàn Galaxy thực sự sẽ gặp khủng hoảng phá sản. Ông chỉ không muốn bỏ mặc tập đoàn Galaxy lúc khó khăn nên mới bám trụ lại để giúp con gái một tay được rồi những lời cần nói cũng nói xong rồi để mẹ quyết định đi chu hữu lộc thấy chu hòa và tô ánh tuyết không đáp lại được cảm thấy đã đến để bà hoàng đưa ra quyết định đúng vậy để bà nội quyết định đi bà ơi bà nghĩ nhà họ chu của chúng ta nên tiếp tục hợp tác với tập đoàn galaxy đang lâm vào cảnh phá sản hay chọn hợp tác với tập đoàn vương lôi đang khuynh đảo đà lạt chu hoàng lâm hỏi cái này cần phải hỏi sao đương nhiên là từ bỏ tập đoàn galaxy hợp tác với tập đoàn vương lôi bà hoàng lập tức đưa ra quyết định mẹ trước kia là nhà chúng ta cầu xin chu nhược mai cho làm dự án bây giờ cuối cùng chúng ta cũng hợp tác với tập đoàn galaxy làm sao có thể từ bỏ được dư hân là người nhà họ chu của chúng ta bây giờ con bé đang gặp khó khăn chúng ta phải đứng về phía con bé và giúp đỡ chứ chu hòa nói đứa trẻ dư hân này trẻ tuổi mà tham vọng nhưng lại rất kiêu ngạo khó làm nên chuyện lớn. Hơn nữa, con bé chưa bao giờ coi nhà họ Chu là nhà của mình." Bà Hoàng nói. "Sao mẹ có thể nói như vậy được? Dư Hân luôn coi chúng ta như gia đình của mình. Trước đây mẹ luôn chế giễu con bé, nhưng sau khi làm việc tại tập đoàn Galaxy, bất chấp những lời phàn nàn trước đó, con bé vẫn đưa dự án của tập đoàn Galaxy cho nhà họ Chu chúng ta. Có thể thấy rằng trong lòng con bé luôn có nhà họ Chu." Chu Hòa nói. "Đừng quên khi con bé trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, chúng ta đã định tổ chức một bữa tối gia đình và mời con bé trở lại ăn tối, nhưng con bé lại tìm nhiều lý do để từ chối. Có thể thấy rằng sau khi con bé trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, nó không hề để mắt tới nhà họ Chu của chúng ta, tại sao bây giờ chúng ta phải giúp nó chứ?" Bà Hoàng nói. Chương 206 Tiệc gia đình. Lần trước khi Dư Hân trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, chắc là vì bận rộn nên không có thời gian về ăn tối mẹ mẹ không thể dùng chuyện nhỏ này để đánh giá con bé không có nhà họ chu trong mắt có được không cô không cần phải nói gì cả tôi đã quyết định từ bỏ dự án của tập đoàn galaxy và hợp tác với tập đoàn vương lôi bà hoàng nói lần trước bà ta muốn tổ chức yến tiệc để chu nhược mai trở lại ăn tối nhưng chu nhược mai lại viện cớ từ chối từ đó trong lòng bà ta luôn canh cánh vấn đề này nếu mẹ cứ kiên quyết làm thế làm thế nào con có thể giải thích với dư hân chứ chu hòa nói anh không cần giải thích chuyện này với nó. Tối nay sẽ có một bữa ăn tối gia đình, tôi sẽ mời Dư Hân và Lê Uy Long trở lại ăn tối, tôi sẽ nói thẳng với nó." Bà Hoàng nói. Khi bà Hoàng nói điều này, Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết không tiện nói gì nữa. Bà nội thật sự rất sáng suốt, bà vẫn luôn quả quyết như thế, dưới sự lãnh đạo của bà, nhà họ Chu của chúng ta nhất định sẽ vươn lên đỉnh cao." Chu Hoàng Lâm nói. "Mẹ, vì chúng ta đã mời Dư Hân trở lại ăn tối, nên chúng ta cũng phải gọi Phi Phi nữa. Hai người chúng nó đều là người nhà Chu nên phải được đối xử bình đẳng. Thúy Họa nói, đương nhiên rồi, con gọi Phi Phi và cậu chủ Trần đến nữa. Bà Hoàng nói, khi Chu Nhược Mai đang loay hoay với công việc của công ty, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố mình, Chu Hòa. Bố, có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Sư Hân, bà của con sẽ tổ chức một bữa tối gia đình vào tối nay và muốn mời con quay về dùng bữa. Chu Hòa nói: Tại sao lại có bữa tiệc gia đình, hiện tại con không rảnh đâu, chuyện của công ty đã khiến con bị ngộp rồi. Chu Nhược Mai nói: Có những việc quan trọng cần bàn bạc, vì vậy con hãy cố gắng hết sức dành thời gian để quay lại. Chu Hòa nói: Chuyện quan trọng gì mà bố không thể nói qua điện thoại? Chu Nhược Mai nói: Đó là chuyện hợp tác giữa nhà họ Chu chúng ta và tập đoàn Galaxy. Nói trực tiếp sẽ rõ ràng hơn. Dù con có bận thế nào cũng phải về ăn cơm. Chu Hòa lúc này cũng không đành lòng nói với Chu Nhược Mai rằng nhà họ Chu sắp chấm dứt hợp tác với tập đoàn Galaxy. "Là vậy sao? Được rồi, bây giờ công ty còn rất nhiều dự án chưa ai làm, vậy con có thể giao cho nhà họ Chu một số dự án. Tối nay con sẽ trở về và bàn bạc Chu Nhược Mai nói, hiện nhiều đối tác đã phá vỡ hợp đồng, nhà họ Chu đã trở thành phương sách cuối cùng của cô." những chuyện này khi nào con về hãng nói con cũng gọi lê uy long đến nữa chu hòa nói ông đã biết đêm nay chu nhược mai sẽ rất thất vọng nhưng bây giờ ông không dám nói ra vâng bây giờ tập đoàn galaxy đã đến thời điểm sinh tử chu nhược mai không ngại đưa lê uy long về nhà họ chu gần đây lê uy long không hề nhắc đến vụ việc bố nuôi bị tô ánh viết đuổi ra khỏi nhà điều này cho thấy có lẽ anh đã nhìn ra chuyện này rồi vì vậy Chu Nhược Mai mới dám đưa Lê Uy Long về nhà Chu để gặp mẹ cô. Sau khi cúp máy, Chu Nhược Mai gọi cho Lê Uy Long. "Sư Hân, có chuyện gì vậy?" Lê Uy Long hỏi, lúc này anh đang ở bệnh viện để chữa trị vết thương ở chân phải. Vết thương do đỡ đạn thay ánh hạ lần trước vẫn chưa được chữa lành. Bây giờ một bác sĩ thiên tài như Lưu Bảo Thông đến bệnh viện, anh đương nhiên muốn anh ta giúp mình chữa trị, hy vọng càng sớm lành càng tốt. Bởi vì Thiên Thành đã tìm ra thông tin chính xác, thực sự có hơn 200 lính đánh thuê đang ở tập đoàn Vương Lôi. Đêm qua chỉ nghi ngờ rằng họ có thể là lính đánh thuê, sau một đêm điều tra, đã thực sự phát hiện ra rằng họ là lính đánh thuê. Vì có lính đánh thuê lẻn vào, tất nhiên Lê Uy Long phải cẩn thận đối phó, phải chữa lành vết thương của anh càng sớm càng tốt để có thể tập trung chiến đấu. Bà nội sẽ tổ chức một bữa ăn tối cho gia đình vào tối nay, chúng ta hãy trở lại ăn tối đi chu nhược mai nói tại sao bà nội lại tổ chức tiệc gia đình lê uy long hỏi bố nói là để thảo luận hợp tác với tập đoàn galaxy anh có thể đến tham dự chu nhược mai nói được vậy anh đi cùng em lê uy long nói tối nay gặp mẹ anh sẽ không làm gì bà ấy chứ chu nhược mai có chút lo lắng chỉ cần bà ấy có thể hối cải và không làm những việc quá đáng anh sẽ không làm gì bà ấy đừng lo lắng Lệ Uy Long biết rằng Chu Nhược Mai đang ám chỉ việc Chu Lập Bình đuổi bố nuôi của anh đi. Bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi, tất cả những kẻ thù đáng phải giết cũng đã bị giết. Tô Ánh Tuyết chỉ là gây khó dễ cho bố nuôi mà đuổi ông ấy ra khỏi biệt thự, chưa đến mức phải chết. Nếu chỉ như vậy mà giết mẹ vợ thì quá tàn nhẫn. Chu Nhược Mai nói đúng, nếu Chu Lệ Bình không đuổi bố nuôi ra khỏi biệt thự, anh sẽ không có cơ hội ra tay dũng cảm, Lâm Khánh Hoa chắc chắn sẽ bị Trương Minh Chí hãm hại. Mấy người này chắc chắn sẽ chết. Cái chết của người bố nuôi hoàn toàn do sự quyết định của ông ấy. Anh phải suy nghĩ một cách lý trí, đây là lựa chọn của chính ông ấy. Ông ấy hết một cách quả cảm, cái chết của ông ấy cũng xứng đáng vì nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Được rồi, tối nay sau khi tan làm, chúng ta cùng nhau về nhà họ Chu. Chu Nhược Mai cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Lê Uy Long nói vậy. Sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long hỏi Lưu Bảo Thông, vết thương trên chân của tôi bao lâu mới lành hẳn? Anh Thiên, tôi đã dùng loại thuốc tốt nhất cho anh. Chỉ cần anh không tập thể dục hay đánh nhau vất vả, anh có thể bình phục trong vòng 5 ngày." Lưu Bảo Thông nói. "Được rồi." Sau đó Lê Uy Long đến thăm Lê Hùng Thanh và Kiều Vi. Sau đợt điều trị của Lưu Bảo Thông trong khoảng thời gian này, Lê Hùng Thanh về cơ bản đã bình phục, Kiều Vi cũng rất khả quan, có thể ra khỏi giường đi lại chương 207 điều tra án oan. Lê Hùng Thanh và Lê Hồng Ngọc đều rất biết ơn Lưu Bảo Thông, chưa kể Kiều Vi và gia đình cô bé. Kiều Vi vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không thể đứng lên được lần nào nữa, nhưng Lưu Bảo Thông có thể khiến cô bé có thể đứng lên được, điều này giống như là đã làm cô bé sống lại vậy. Lúc này ánh hạ đã vội vàng đến bệnh viện. Lê Uy Long, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh tới bệnh viện làm gì vậy? ánh hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy lê uy long xuất hiện ở trong phòng bệnh của lê hùng thanh nên hỏi lần trước không phải là tôi đã đỡ một phát đạn cho cô sao vết thương vẫn chưa lành nên tôi đến bệnh viện kiểm tra vậy cô đến bệnh viện làm gì vậy lê uy long hỏi tôi đến đây để tìm lê hồng ngọc ánh hạ nói cô đến tìm cô giáo tôi làm gì thế lê uy long kinh ngạc hỏi lê hồng ngọc là cô giáo của anh sao ánh hạ cũng có chút kinh ngạc đúng vậy cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi ở trường trung học lê uy long nói vừa đúng lúc tôi đang tìm cô ấy để lấy một số thông tin về vụ án ánh hạ nói lúc này lê hồng ngọc cũng đang ở trong phòng nghe ánh hạ nói muốn tìm hiểu vụ án liền hỏi tôi chính là lê hồng ngọc cô muốn tìm tôi để hỏi vụ án gì xin chào cô giáo lê hồng ngọc tôi là ánh hạ giám đốc công an thành phố tôi đến đây để tìm hiểu về vụ án của kiều vi một nữ sinh trong lớp của cô, người đã nhảy lầu nửa năm trước. Ánh Hạ nói, kể từ khi cô ấy nhậm chức giám đốc công an thành phố, cô ấy đã xét duyệt lại nhiều vụ án oan mà Hoàng Minh Yên để lại. Cô ấy phát hiện ra có nhiều nghi vấn trong vụ Kiều Vi nhảy lầu, rất có thể đây là một vụ án oan nên cô ấy đến bệnh viện tìm hiểu thông tin của Lê Hồng Ngọc. Lê Hồng Ngọc hơi kinh ngạc, cô không ngờ là Ánh Hạ, giám đốc mới của công an thành phố, lại đích thân hỏi về vụ án này lê uy long cũng kinh ngạc không ngờ ánh hạ lại đột nhiên lại tới đây điều tra vụ án này cô muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi lê hồng ngọc nói lý do kiều vi nhảy lầu có phải là bị cô chửi rủa nên mới nhảy lầu không ánh hạ hỏi không phải lê hồng ngọc phủ nhận vậy thì cô bé đã trải qua chuyện gì rốt cuộc là vì sao mà lại phải nhảy lầu vậy ánh hạ lại hỏi đó là bởi vì có một cậu bé tên là bùi thái khang muốn xúc phạm cô bé ở trong lớp học Cô bé đã phải lâu để có thể thoát khỏi móng vuốt của Bùi Thái Khang. Bây giờ đang có cơ hội để rửa sạch tội danh này, đương nhiên cô ấy sẽ nói thật với Ánh Hạ. Nghe được những lời như vậy của Lê Hồng Ngọc, Ánh Hạ càng cảm thấy đây thực sự là một vụ án hoan. Bùi Thái Khang có phải là con trai của Bùi Phú Quý ở thành phố Đà Lạt không? Ánh Hạ hỏi lại. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Lê Hồng Ngọc nói. Nếu không phải là lỗi của cô, tại sao lúc trước cô lại đồng ý với bản án vậy? Ánh hạ lại hỏi. Lê Hồng Ngọc có chút không nói nên lời, phải hỏi Hoàng Minh Yên, giám đốc cũ của các người, đây chính là do ông ta quyết định vụ án này. Ánh hạ cũng không nói lên lời được, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Minh Yên đã chết rồi, hỏi làm sao được chứ? Vậy tại sao Hùng Dũng, hiệu trưởng trường của cô lại nói rằng Kiều Vi đã không thể chịu đựng được sau khi bị cô chửi bới vậy? Ánh hạ hỏi lại nếu tôi đoán không nhầm thì chính bùi phú quý đã mua chuộc hiệu trưởng hùng dũng và cựu giám đốc hoàng minh yên của các người để cho tôi nhận hết trách nhiệm lê hồng ngọc nói nếu sự thật đúng như lời cô nói tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô ánh hạ nói giám đốc ánh hạ cô đúng là một giám đốc tốt con gái tôi thực sự bị oan cô phải lấy lại sự trong sạch cho nó lúc này lê hùng thanh nói tôi sẽ làm mọi người yên tâm đi ánh hạ nói bố tôi bởi vì đi khắp nơi để kêu oan cho tôi nên đã bị người ta đánh cho trọng thương phải nằm viện lê hồng ngọc nói ừm um, vụ án này có chút phức tạp nhưng tôi rất muốn làm cho rõ ràng cô có bằng chứng nào chứng minh việc bùi thái khang ép kiều vi nhảy lầu không ánh hạ lại hỏi tôi không có bất kỳ bằng chứng nào kiều vi đang ở phòng bên cạnh cô có thể hỏi cô bé cô bé chính là người liên quan lê hồng ngọc nói được rồi vậy tôi đi hỏi cô bé Ánh Hạ nói xong, rồi đi đến phòng bên cạnh, hỏi thăm Kiều Vi. Sau một số câu hỏi, Ánh Hạ nhận thấy rằng những gì Kiều Vi đã nói đều giống với Lê Hồng Ngọc. Hơn nữa, Kiều Vi luôn khẳng định rằng Lê Hồng Ngọc là một giáo viên rất tốt. Điều này khiến Ánh Hạ cảm thấy vụ án này càng kỳ lạ. Nạn nhân thậm chí còn nói Lê Hồng Ngọc là một giáo viên tốt, vậy thì Lê Hồng Ngọc chắc chắn đã bị xử oan. Vụ này cô không thể làm gì được đâu, cô không cần phải điều tra nữa. Tôi sẽ tự xử lý." Lê Uy Long nói với Ánh Hạ. "Anh định xử lý như thế nào?" Ánh Hạ kinh ngạc hỏi. "Tôi có cách của tôi. Trong trường hợp này, cho dù cô có phát hiện ra là do hai bố con Bùi Phú Quý và Bùi Thái Khang gây ra, cô có thể bắt được họ không?" "Cô có dám bắt họ không? Đừng quên, Bùi Phú Quý ở thành phố Đà Lạt là nắm tay thứ năm." Lê Uy Long nói. Chương 208 Bữa tiệc gia đình. "Sao tôi lại không dám chứ?" Không cần biết thân phận của Bùi Phú Quý là gì, chỉ cần ông ta phạm pháp, tôi vẫn sẽ bắt ông ta." Ánh Hạ nói. "Bắt ông ta thì có ích gì? Cảnh sát các người cũng không khép tội cho ông ta được. Khi đó, tòa án sẽ tuyên ông ta không có tội, vậy nên nếu cô bắt ông ta, cũng chẳng có tác dụng gì." Lê Uy Long nói. "Tòa án luôn công bằng và sẽ không có trường hợp nào như anh nói." Ánh Hạ nói. "Được rồi, vậy cô cứ việc thử xem." lệ uy long thấy ánh hạ bướng bỉnh như vậy cũng không muốn nói nhiều đương nhiên là tôi sẽ thử khi tìm đủ bằng chứng tôi sẽ bắt giữ hai bố con bùi phú quý và bùi thái khang ánh hạ nói xong liền rời đi vào buổi tối lệ uy long và chu nhược mai đến nhà họ chu để dự tiệc khi đến nhà họ chu mọi người đã đến đông đủ rồi họ cũng đã ngồi vào vị trí chu nhược mai nhìn thấy chu lệ ngọc cùng trần an huy cũng ở đó đột nhiên tức giận Hỏi, sao các người lại ở đây? Lệ Uy Long cũng cau mày khi thấy Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đang ở đây. Đôi nam nữ chó má này lần trước lừa dối Chu Nhược Mai ở nhà hàng Đại Thành, vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi đến nhà họ Chu ăn cơm sao? Đây không phải là nhà của một mình chị, đây cũng là nhà tôi, sao chúng tôi không thể tới chứ? Chu Lệ Ngọc tự tin nói, bây giờ có rất nhiều người nhà họ Chu ở đây, Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long không dám làm gì cô ta. Đúng vậy, tôi cũng là con rể nhà họ chu chồng cô cũng là con rể nhà họ chu nếu anh ta có thể đến tại sao tôi lại không thể đến trần an huy tự tin nói bây giờ nhà họ trần của anh ta đã hợp tác với tập đoàn vương lôi rất có tương lai còn tập đoàn galaxy của chu nhược mai đang gặp khủng hoảng sắp phá sản anh ta bắt đầu cảm thấy tự tin trở lại vì vậy sẽ không sợ chu nhược mai và lê uy long chị em gặp nhau sao lại đầy mùi thuốc súng vậy ngồi xuống ăn đi bà hoàng lạnh lùng nói Chu Nhược Mai không muốn ở đây vạch trần những chuyện mà lần trước mà Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đã làm với mình, nên cô đành phải ngồi xuống trước đã. Cô đến nhà họ Chu lần này chủ yếu là muốn nói chuyện với nhà họ Chu về việc hợp tác với tập đoàn Galaxy, cũng không muốn phiền phức. Tất nhiên, Lệ Huy Long không thể ra tay với Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy trước mặt nhà họ Chu được, nên là ngồi xuống. Ăn cơm thôi, bà Hoàng nói. Thế là mọi người bắt đầu đụng đúa, ăn cơm. Bà nội lần này cháu tới đây muốn thảo luận với mọi người một số chuyện chu nhược mai nói vừa đúng lúc bà cũng có chuyện muốn bàn bạc với cháu bà hoàng ôn hòa nói có chuyện gì vậy ạ à? bà nội bà nội nói đi chu nhược mai nói cháu nói trước đi cháu muốn thảo luận với bà điều gì bà hoàng hỏi chúng ta đều là người trong nhà vậy nên cháu sẽ không giấu giếm điều gì cháu nghĩ mọi người cũng đã biết hiện tại ở thành phố đà lạt tự nhiên xuất hiện một tập đoàn vương lôi đến cạnh tranh với tập đoàn Galaxy của bọn cháu. Do đó, bây giờ có rất nhiều dự án của tập đoàn Galaxy bọn cháu mà không ai dám nhận. chương 209 không hợp tác. Ừm, cháu nói tiếp đi, bà Hoàng có lẽ đã đoán được tiếp theo Chu Nhược Mai định nói gì rồi. Cháu muốn nhà họ Chu chúng ta tiếp nhận một số dự án, hỗ trợ tập đoàn Galaxy vượt qua khủng hoảng này. Chỉ cần tập đoàn Chu thị có thể giúp tập đoàn Galaxy vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng ta về sau có thể hợp tác lâu dài trong tương lai, và nếu có bất cứ dự án nào thì sẽ đều ưu tiên tập đoàn Chu thị, bà thấy sao ạ?" Chu Nhược Mai nói thẳng. "Bây giờ không có ai nhận dự án của các người, nên cô muốn đẩy cho tập đoàn Chu thị làm sao? Cô cho rằng tập đoàn Chu thị của chúng tôi là cái gì chứ? Tưởng tập đoàn Chu thị của chúng tôi là chuyên đi tiếp nhận những việc thối nát sao?" Chu Hữu Lộc khinh thường nói. Chu Nhược Mai nghe Chu Hiếu Lộc nói như vậy, có chút sừng sốt, nói chú hai, cháu cũng đã đưa dự án cho tập đoàn Chu Thị mà. Lúc trước, nhà chúng tôi phải đau khổ cầu xin, cô mới đưa cho một dự án, lại còn chỉ định bố cô phụ trách việc đó, mà không phải là tập đoàn Chu Thị chúng tôi. Bây giờ tập đoàn Galaxy của cô gặp khó khăn, rốt cuộc mới nhớ tới tập đoàn sở thị chúng tôi sao? Cô nghĩ cũng đơn giản quá đấy, cô cho rằng tập đoàn Chu Thị phải nghe lời cô phải không? Bảo chúng tôi tiếp nhận dự án, là phải tiếp nhận sao chu hữu lộc khinh thường nói đúng vậy lại còn muốn lừa chúng tôi hợp tác lâu dài với tập đoàn galaxy của cô nữa chẳng lẽ chúng tôi không biết tình hình hiện tại của tập đoàn galaxy sao hơn nữa tập đoàn galaxy của cô trong thời gian ngắn nữa sẽ phá sản hợp tác lâu dài cái gì chứ thúy họa lạnh lùng nói khuôn mặt chu nhược mai lúc đỏ lúc trắng bệch cô không ngờ chu hữu lộc và thúy họa lại chế giễu mình như thế này nhưng Lê Uy Long vẫn bình tĩnh, bởi vì tất cả những điều này đã nằm trong dự đoán của anh. Sau 3 năm ở trong nhà họ Chu, anh đã nhìn thấu bộ mặt của người nhà họ Chu, họ là một nhóm người hợm hính, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn và hay gió chiều nào theo chiều đấy. Mong đợi bọn họ giúp một tay, thì đúng là nằm mơ. Chị ơi, tập đoàn Galaxy của chị sắp xong đời rồi, chị đừng kéo tập đoàn Chu Thị của chúng tôi chết cùng chứ, được không? Chu Lệ Ngọc lúc này cũng nói. Lúc đầu, tập đoàn Galaxy của cô đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Trần chúng tôi. Bây giờ cô muốn cầu xin chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không muốn hợp tác với cô nữa rồi. Trần An Huy cũng khinh thường nói ra. Ha ha, có người cho rằng nếu trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy thì có thể ngẩng cao đầu, chúng ta phải khúm núm cầu xin. Nhưng cô ta hẳn là không ngờ rằng chủ tịch tập đoàn Galaxy uy nghiêm ở trong mắt cô ta thì chẳng là cái dám gì trong mắt chúng tôi cả. Chu Lệ Ngọc cũng bắt đầu châm chọc. Chu Nhược Mai thật không ngờ lần này tới buổi tiệc để nói chuyện hợp tác, vậy mà lại có kết quả như vậy. Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết cũng không chịu nổi khi thấy Chu Nhược Mai bị sỉ nhục. Lê Uy Long theo thói quen không nói, anh cũng không ngờ rằng mình mới làm Chu Du Hân nở mày nở mặt không lâu, bây giờ lại lập tức trở về tình huống bị mọi người châm chọc như lúc trước. Anh muốn xem khuôn mặt của từng người nhà họ Chu này. Tôi nhất định có thể để tập đoàn Galaxy vượt qua cuộc khủng hoảng này, xin hãy tin tôi tuy nhiên để tập đoàn galaxy vượt qua cơn khủng hoảng này không thể không có sự trợ giúp của tập đoàn chu thị mong mọi người giúp đỡ chỉ cần mọi người giúp tôi vượt qua lần khó khăn này về sau tôi sẽ không bạc đái tập đoàn chu thị đâu chu nhược mai có chút không cam lòng nhưng bây giờ tập đoàn galaxy đã đến thời khắc sống chết rồi cô chỉ có thể thấp giọng cầu xin sư hân cô đừng có lừa gạt mọi người nữa ngoài việc cô có chút xinh đẹp cô còn có năng lực gì để dẫn dắt tập đoàn galaxy vượt qua cơn khủng hoảng này cô có bao nhiêu bản lĩnh chẳng lẽ trong lòng cô không biết sao thúy họa nói tập đoàn vương lôi được đầu tư bởi một tập đoàn lớn của đông quốc làm sao mà một người phụ nữ như cô có thể chống lại nguồn tài chính của cả đông quốc được chứ cô nên tỉnh táo lại đi chu hòa nói cô định tính toán gì hả tập đoàn của cô sắp phá sản còn muốn phải kéo tập đoàn chu thị theo cùng sao cho dù đã kết hôn nhưng tôi không muốn nhìn tập đoàn chu thị bị cô phá hủy Chu Lệ Ngọc nói, các người thật sự không muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Galaxy sao? Chu Nhược Mai không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp hỏi. Nói thừa, việc này còn phải hỏi sao? Thúy Họa lạnh lùng nói. Lúc này, bà Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, Dư Hân, bây giờ để tôi nói rõ ràng với cháu. Bây giờ tập đoàn Chu Thị chúng tôi không những không hợp tác với tập đoàn Galaxy mà còn hủy hết các dự án đã được ký kết trước đó. chương 210 bỏ đá xuống giếng, sao cơ, dự án hợp tác trước đây cũng tạm dừng sao? Chu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, tôi tối nay tổ chức buổi tiệc, mời cháu đến ăn tôi. Lý do chính là muốn nói với cháu chuyện này. Bây giờ tập đoàn Chu thị của chúng tôi không có thời gian để thực hiện những dự án hỏng hóc của cô. Bà Hoàng lạnh lùng nói. Lệ Uy Long khi nghe thấy vậy cũng hơi bất ngờ, không ngờ nhà họ Chu lại ngừng hợp tác với tập đoàn Galaxy. Tại sao chúng ta phải tạm ngừng hợp tác chứ? chu nhược mai hỏi bởi vì chúng tôi muốn tập đoàn chu thị hợp tác với tập đoàn vương lôi tập đoàn vương lôi giàu có và cái giá đưa ra còn gấp đôi tập đoàn galaxy của cháu bà hoàng nói nhưng mà chúng ta đã ký hợp đồng rồi nếu mọi người muốn phá vỡ hợp đồng sẽ phải đền bù tiền theo như hợp đồng đấy chu nhược mai nói chỉ là vài tỷ tiền phá vỡ hợp đồng thì tính là cái gì chỉ cần hợp tác được với tập đoàn vương lôi và lấy ra một phần người lợi nhuận đã đủ trả tiền phá vỡ hợp đồng rồi." Bà Hoàng nói. Chu Nhược Mai chết lặng, cô không ngờ rằng trong lúc khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ nhất, gia đình cô lại bỏ đá xuống giếng. Ban đầu mọi người cầu xin tôi giao cho dự án, cuối cùng tôi cũng giao cho mọi người một dự án, và đó là dự án tốt nhất. Bây giờ lại phá vỡ hợp đồng, thật sự các người còn có liêm sỉ không?" Chu Nhược Mai tức giận nói. Lúc đấy khác, lúc này khác, bây giờ mọi thứ đã khác. Đương nhiên là chúng tôi sẽ chọn đối tác phù hợp hơn, Liêm Sỉ thì được bao nhiêu tiền vậy? Kinh doanh chủ yếu là kiếm tiền, hợp tác với tập đoàn Vương Lôi thì chúng tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền, tại sao chúng tôi lại phải chết theo tập đoàn Galaxy của cháu hả?" Bà Hoàng nói. Trái tim của Chu Nhược Mai hoàn toàn tan nát, vốn dĩ cô muốn thuyết phục nhà họ Chu hợp tác với tập đoàn Galaxy nhiều dự án hơn nữa, nhưng không ngờ nhà họ Chu lại vô tâm và nhẫn tâm như vậy. Cuối cùng thì ngay cả những dự án đang hợp tác trước đó cũng bị chấm dứt. Bà nội của cô nói đúng đấy, hợp tác với tập đoàn Vương Lôi có nhiều triển vọng hơn và có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Tại sao chúng tôi phải lãng phí nguồn nhân lực và tài chính cho mấy dự án tồi tệ của cô chứ? Ngoài ra, bây giờ tập đoàn Galaxy của cô sắp sửa phá sản rồi, nếu chúng tôi tiếp tục hợp tác với cô thì lúc cô bị phá sản, chúng tôi thu tiền thế nào?" Chu Hữu Lộc nói. Tập đoàn Vương Lôi hiện đang cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, nhà họ Chu của chúng tôi sẽ có thể vươn lên rất nhanh." Thúy Họa nói. "Theo đà phát triển hiện tại, tập đoàn Vương Lôi sẽ sớm thay thế tập đoàn Galaxy và trở thành hoàng đế thương mại mới của thành phố Đà Lạt. Vị hoàng đế thương mại trước đây, tập đoàn Galaxy sẽ trở thành lịch sử, điều này thực sự làm người ta thổn thức." Chu Hoàng Lâm nói. "Tôi khuyên cô nên tuyên bố phá sản càng sớm càng tốt đi. Đừng có cố chấp nữa, dù sao thì cũng sẽ phá sản." nếu như cô không tìm được việc làm, có thể đến nhà họ Trần chúng tôi làm một nhân viên văn phòng thấp kém cũng được. Đừng nói là em không lo cho chị, tôi đã tìm cho cô đường lui rồi đấy, Chu Lệ Ngọc nói. Trái tim của Chu Nhược Mai hoàn toàn lạnh lẽo, lần này rốt cuộc cô cũng nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà. Khi có thể lợi dụng được mình, người nhà họ Chu này sẽ quỳ lại đủ thứ, khi mình gặp khó khăn thì bọn họ còn bỏ đá xuống giếng, chế nhạo đủ kiểu. Điều khiến cô buồn nhất là nhà họ Chu không giúp cô thì thôi mà còn trở mặt, đứng về phía kẻ thù và đối địch lại cô. Khi Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết nhìn thấy con gái mình bị yếu thế, bọn họ cũng không dám nói gì. Lúc này, Lệ Uy Long, người đã im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, bây giờ là lúc để kiểm tra các người. Các người thực sự lựa chọn tập đoàn Vương Lôi và làm kẻ thù với tập đoàn Galaxy của chúng tôi hả? chương 211 bắt ly hôn. Thằng phế vật, Mày lại luyên thuyên cái gì đấy? Bọn tao không phải đã nói từ nãy rồi sao? Nhà họ Chu của chúng tao đã chọn tập đoàn Vương Lôi, mày có thể làm gì được chứ?" Chu Hoàng Lâm nói. "Đúng vậy, chúng tôi chỉ chọn tập đoàn Vương Lôi Group, không có chọn tập đoàn Galaxy." Bà Hoàng nói. "Được rồi, đến lúc đó các người đừng có mà xin hợp tác với Galaxy như lần trước nữa." Lê Uy Long lạnh lùng nói. "Đó là một trò đùa." cậu nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ và có thể giải quyết được tất cả mọi thứ sao? Đây là một cuộc đấu tranh tài chính giữa tập đoàn Galaxy và tập đoàn Vương Lôi, cậu chỉ là một người lính tầm thường, dù có quen biết nhiều người, nhưng bây giờ là đánh bằng kinh tế đây, cậu lấy cái gì mà chống đỡ được chứ? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ cầu xin cậu và Dư Hân nữa. Bà Hoàng khinh thường nói. Lệ Uy Long, đồ rác rưởi như cậu không nói, sẽ không ai coi cậu là đồ câm đâu. Nghĩ đến phải nói chuyện với cậu là tôi đã bực mình rồi. Cái gì mà tập đoàn Galaxy chúng tôi, giống như tập đoàn Galaxy cũng có phần của cậu vậy, đó là của Dư Hân nhà chúng tôi. Bây giờ Dư Hân đang gặp khó khăn, cậu không giúp được cái gì, vậy thì cậu có ích lợi gì vậy? Tô ánh tuyết trong lòng tức giận không có chỗ nào để trút ra, vì vậy bà ta đã chút hết cơn giận lên đầu Lê Uy Long. Đúng vậy, nếu không thằng vô dụng bất lực này, thì Dư Hân làm sao lại một thân một mình như thế này chứ? Cậu ta ở lại làm cái gì, không bằng bảo Dư Hân ly hôn đi." Thúy Họa lại nói, "Nếu Dư Hân ly hôn với anh ta, cô ấy vẫn có thể kết hôn với cậu chủ Phan. Dù sao thì cậu chủ Phan cũng yêu Dư Hân sâu đậm và không ngại cô ấy đã kết hôn. Hơn nữa, nhà họ Phan rất có tiền, có thể giúp đỡ được Dư Hân." Chu Lệ Ngọc cũng nhân cơ hội nói, "Cô ta biết song Phan Thiên đã bị Lê Uy Long phá hủy khuôn mặt, nếu Chu Nhược Mai kết hôn với Phan Thiên người quái đản kia thì đó sẽ là hình phạt tốt nhất cho Chu Nhược Mai. Sư Hân, cháu bây giờ đã đến bước đường cùng rồi. Cháu nên xem xét việc ly hôn với Lê Uy Long, sau đó kết hôn với cậu chủ Phan đi. Nhà họ Phan là một gia đình danh tiếng, kết hôn với nhà họ Phan là lựa chọn tốt nhất của cháu. Bà Hoàng nói, Chu Nhược Mai không ngờ rằng những người nhà họ Chu này không những không giúp gì cho cô, mà còn bắt đầu thuyết phục cô ly hôn, trong lòng cô rất tức giận các người đừng nói gì nữa có chết tôi cũng sẽ không ly hôn với lê uy long đâu lê uy long chúng ta đi thôi chu nhược mai không muốn ở đây để chịu nhục thêm nữa cũng không còn tâm trạng ăn cơm nên lập tức đứng dậy rời đi lê uy long thấy chu nhược mai rời đi tất nhiên là anh cũng sẽ không ở lại chỗ này cùng cô rời đi đi từ từ nhé không tiến chu lệ ngọc lạnh lùng nói ở đằng sau khi lê uy long đưa chu nhược mai về nhà Chu Nhược Mai khóc ở trên xe. Sư Hân, đừng khóc, anh sẽ giúp em tìm cách vượt qua lần khó khăn này. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai khóc vội vàng an ủi. Em không phải khóc vì tập đoàn Galaxy, mà vì nhà họ Chu đã làm em quá đau lòng. Chu Nhược Mai nói, anh sẽ khiến bọn họ phải hối hận vì lựa chọn của họ ngày hôm nay, sau một thời gian, họ sẽ quỳ xuống và cầu xin em. Lệ Uy Long nói, bây giờ là lúc nào, anh đừng có ba hoa nữa. Tập đoàn Galaxy đã gần xong rồi, em còn giá trị gì nữa mà để bọn họ đến cầu xin chứ?" Chu Nhược Mai nói. "Tập đoàn Galaxy sẽ không làm sao hết, chỉ có tập đoàn Vương Lôi mới phải xong đời thôi." Lê Uy Long nói rất nghiêm túc. Khi Chu Nhược Mai nghe Lê Uy Long nói điều này, cô đã sửng sốt và hỏi, "Anh đã nghĩ ra cách đối phó với tập đoàn Vương Lôi rồi sao?" Chương 212 đi ăn. Anh là người chỉ biết đánh giặc mà thôi làm sao có thể nghĩ ra cách để đối phó với tập đoàn vương lôi được chứ lê uy long nói vậy thì tại sao anh nói rằng tập đoàn vương lôi sẽ kết thúc chu nhược mai tức giận nói là do anh bấm ngón tay tính toán tính ra là tập đoàn vương lôi sắp xong đời rồi lê uy long nói một cách sâu xa đủ rồi em bây giờ không có tâm trạng để đùa với anh đâu chu nhược mai nói nhưng em đừng quên những dự đoán của anh luôn chính xác lần trước anh cũng đã bấm ngón tay tính toán và bây giờ ánh hạ đã trở thành giám đốc cảnh sát rồi lê uy long nói chu nhược mai đột nhiên nhớ tới lần trước đúng là lê uy long đã dự đoán ánh hạ có thể trở thành giám đốc công an thành phố và bây giờ ánh hạ quả thực đã trở thành giám đốc công an rồi có vẻ như anh đúng là biết xem bói đấy chu nhược mai nói cho nên em không phải lo lắng về việc tập đoàn galaxy sẽ phá sản người chiến thắng cuối cùng sẽ là tập đoàn galaxy lê uy long nói dự đoán của không thể lần nào cũng chính xác hết được lần này chuyện mà anh dự đoán rất khó xảy ra bây giờ các đối tác đều rút hết vốn nhiều nhân viên cũng đã đầu quân về tập đoàn vương lôi em không thấy một tia hy vọng nào nữa cả chu nhược mai nói tận dụng lần khó khăn này để em thấy rõ ai là người trung thành và ai là người gặp khó khăn lập tức rút lui lê uy long nói bây giờ thấy rõ thì làm gì chứ tập đoàn galaxy sắp sụp đổ rồi Chu Nhược Mai nói: "Nếu anh có đủ tài chính để cho em xoay sở, em có khả năng xoay chuyển tình thế không?" Lê Uy Long hỏi: "Anh cũng có đủ tài chính hả? Đừng nói đùa nữa, tập đoàn Vương lôi được đầu tư bởi một tập đoàn lớn ở Đông Quốc. Anh có bao nhiêu tiền để chống lại những người này chứ?" Chu Nhược Mai nói: "Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là anh không biết sử dụng số tiền này." Lê Uy Long nói: "Anh là người có thể rồng tối cao, có thể huy động được vốn của các ngân hàng lớn." và phía sau có ngân quỹ của Long Quốc làm chỗ dựa. Chỉ là anh không biết nhiều về thương trường, và anh cũng không muốn dùng lung tung, nhớ đâu xảy ra chuyện gì, anh cũng ái náy. Quên đi, em cũng không thích chiến đấu bằng kinh tế như thế này, cho dù anh có tiền thì cũng để dành cho anh dưỡng giả đi. Chu Nhược Mai không tin Lê Uy Long có thể có tiền, vì vậy cô không muốn bàn luận thêm nữa. Được rồi, vừa nãy chúng ta rời đi còn chưa được ăn, trước tiên tìm một chỗ ăn đi. Lê Uy Long nói anh cũng không muốn dùng tiền để chống lại tập đoàn vương lôi anh sẽ dùng cách riêng của mình để nắm lấy huyết mạch của tập đoàn vương lôi và tiêu diệt tập đoàn vương lôi trong một đòn ăn ở đâu chu nhược mai hỏi vừa rồi cô cũng chưa được anh đã bị làm thức điên rồi và cô bây giờ bắt đầu cảm thấy đói để anh đưa đi đến nơi thì em sẽ biết lê vĩnh thia không muốn nói cho chu nhược mai được rồi vậy anh đưa em đi đi đến đấy ăn một chút vậy chu nhược mai nói lê uy long lái xe đưa chu nhược mai đến thẳng khách sạn thiên long anh đưa em đến đây làm gì chu nhược mai ngạc nhiên hỏi khi thấy lê uy long lái xe đến bãi đậu xe của khách sạn thiên long tất nhiên là đến đây ăn tối rồi lê uy long cười nhưng mà khách sạn thiên long này rất đắt đấy chu nhược mai nói khách sạn thiên long là nơi cô và lê uy long tổ chức đám cưới từ lúc sinh ra đến nay chỉ lúc đám cưới cô mới được đến khách sạn này lần đầu tiên Em là chủ tịch tập đoàn Galaxy, hoàng đế thương mại của Đà Lạt, chẳng lẽ cũng không đủ tiền để ăn cơm ở đây sao?" Lê Uy Long cười nói. Chương 213 oan ra ngõ hẹp. Bây giờ tập đoàn Galaxy đang gặp khó khăn và đối mặt với khủng hoảng phá sản, chúng ta phải tiết kiệm, không thể xa hoa lãng phí." Chu Nhược Mai nói. "Đừng lo, bữa này là anh mời, em không cần phải trả tiền." Lê Uy Long nói. "Anh thật sự có tiền sao?" Chu Nhược Mai nghi ngờ hỏi: "Nếu không có tiền, anh có dám đưa em đến đây ăn tối không? Đám cưới của chúng ta tổ chức ở đây, nơi đây có những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Chúng ta vào xem lại một lần nữa đi." Lệ Uy Long nói xong liền kéo Chu Nhược Mai đi vào. Bởi vì Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã tổ chức một đám cưới hoành tráng tại khách sạn Thiên Long vào tháng trước nên tất cả nhân viên của khách sạn Thiên Long đều biết họ. Nhìn thấy Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai lại đến, cả hai đều chào đón rất nồng nhiệt lê uy long và chu nhược mai chọn một chỗ ngồi trong đại sảnh rồi bắt đầu gọi món một lúc sau các món ăn lần lượt được phục vụ sau khi thăm lại trốn cũ lê uy long và chu nhược mai không khỏi bồi hồi nhớ lại khung cảnh ngày cưới đây là lần đầu tiên hai người yên lặng đi ăn ở một nơi cao cấp như vậy cảm giác rất lãng mạn những phiền muộn trong lòng chu nhược mai bỗng chốc tan biến lê uy long nhớ rằng lúc đó bố anh cũng ở khách sạn thiên long tất cả binh lính đều chào anh giờ mọi chuyện đã khác anh không khỏi cảm thấy buồn lần cuối cùng trước khi xuất trinh anh tạm biệt ông ấy ở cửa biệt thự không ngờ lại là vĩnh biệt tại sao anh có vẻ không vui chu nhược mai hỏi khi lê uy long trông có vẻ buồn anh nghĩ đến bố anh vì vậy anh hơi buồn một chút lê uy long nói người chết thì cũng chết rồi anh đừng nghĩ nhiều chu nhược mai nói đúng lúc này dưới sự chào đón của vô số nhân viên khách sạn một nhóm lớn người có thân phận cao quý bước vào. Người cầm đầu là một người đàn ông cao gầy, nước da rất trắng, khí chất cao ngạo lạnh lùng, có mấy vệ sĩ ngoại quốc đi theo sau. Người đàn ông này là Vĩnh Kim Bảo, chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi. Những người đi cùng Vĩnh Kim Bảo đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi, cũng như một số quan chức từ thành phố Đà Lạt. Tối nay, Vĩnh Kim Bảo lần đầu tiên đến thành phố Đà Lạt, đương nhiên phải có quan hệ tốt với một số quan chức làm ăn ở thành phố Đà Lạt nên mời họ đến khách sạn Thiên Long dùng bữa tối. Lệ Uy Long thấy rằng Bùi Phú Quý, chỉ huy thứ năm của thành phố Đà Lạt, cũng nằm trong số đó. Ồ, chẳng phải đây không phải là cô Dư Hân, chủ tịch tập đoàn Galaxy sao? Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Một quản lý cấp cao rút khỏi tập đoàn Galaxy và gia nhập tập đoàn Vương Lôi đã nhận ra Chu Nhược Mai trong nháy mắt, ông ta nói với giọng điệu ngạc nhiên. Ngay khi câu nói này nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Chu Nhược Mai. Khi Vĩnh Kim Bảo nhìn thấy Chu Nhược Mai, người đang ngồi trên bàn, ông ta lập tức bị hấp dẫn, bước tới nói, mỹ nữ đứng đầu của thành phố Đà Lạt quả thực là danh xứng với thực. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Ông là ai, tránh xa tôi ra, Chu Nhược Mai không biết Vĩnh Kim Bảo, cô đột nhiên cảm thấy ghê tởm khi thấy ông ta nói vậy. Cô Dư Hân, tôi là chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi, Vĩnh Kim Bảo tôi rất vui khi được gặp cô ở đây, Vĩnh Kim Bảo nói. Chu Nhược Mai và Lê Uy Long vừa nghe xong đều sướng sờ, không ngờ lại gặp đối thủ của mình ở đây, đúng là oan ra ngõ hẹp. chương 214 dạy cho một bài học. Nếu không có chuyện gì thì ông đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi ở đây. Chu Nhược Mai lạnh lùng nói. Cô Dư Hân thật sự rất lạnh lùng, dù gì thì tôi cũng là chủ tịch tập đoàn Vương Lôi, có lẽ có tư cách nói với cô vài câu chứ vĩnh kim bảo nói có chuyện gì thì cứ nói đi chu nhược mai sốt ruột nói tập đoàn vương lôi của tôi rất mạnh nên sẽ sớm thống trị thị trường kinh doanh ở đà lạt cô dư hân có muốn gia nhập tập đoàn vương lôi của tôi và làm việc với tôi không vĩnh kim bảo nói là chủ tịch tập đoàn galaxy tôi muốn khiêu chiến với anh làm sao có thể gia nhập tập đoàn vương lôi của anh đừng có mơ chu nhược mai nói theo đà phát triển hiện tại tập đoàn galaxy của cô sẽ không trụ được một tháng đâu sẽ sớm tụt dốc thôi vĩnh kim bảo nói tập đoàn galaxy đã thống trị thành phố đà lạt trong nhiều năm đã có căn nguyên vững chắc hàng chục năm không dễ lay chuyển như thế đâu chu nhược mai nói ha ha cô dư hân nói đơn giản thật đấy nói thật với cô tập đoàn vương lôi của chúng tôi không tiếc tiền chỉ để hạ bệ tập đoàn galaxy của cô vĩnh kim bảo nói làm như vậy sẽ được lợi ích gì chu nhược mai hỏi bởi vì Đông Quốc của chúng ta có rất nhiều tiền, chỉ cần có tiền và có ý chí thì sẽ đến Đà Lạt để làm ăn. Nếu bây giờ cô chọn gia nhập tập đoàn Vương Lôi của tôi, tôi có thể sắp xếp vị trí tốt hơn cho cô. Còn không thì đợi đến khi tập đoàn Galaxy của cô phá sản tìm đến tôi thì đãi ngộ cũng khác rồi, Vĩnh Kim bảo nói. Rốt cuộc ông đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì biến khỏi đây. Lệ Uy Long cuối cùng cũng không chịu nổi khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Vĩnh Kim Bảo nhìn thấy lê uy long thô lỗ với vĩnh kim bảo như vậy những vệ sĩ xung quanh vĩnh kim bảo đều đằng đằng sát khí vĩnh kim bảo không hề tức giận mà lạnh lùng hỏi chắc cậu là lê uy long chồng của cô dư hân đúng không đúng vậy lê uy long nói tốt lắm từ lúc tôi nhìn thấy vợ cậu lần đầu tiên tôi đã quyết định kết bạn với cậu rồi vĩnh kim bảo nói đùa lê uy long cau mày lạnh lùng hỏi ý của ông là ý tôi là tôi thích vợ của cậu nếu vợ cậu muốn trở thành người phụ nữ của tôi tôi hứa sẽ không ra tay với tập đoàn galaxy vĩnh kim bảo nói trước khi ông ta kịp nói gì một tách trà đã đập thẳng vào chán ông ta bốp vĩnh kim bảo chán bị tách trà đập vào ông ta đột nhiên hét lên một tiếng quần áo đều bị nước trà với bẩn tốc độ của tách trà khiến những vệ sĩ xung quanh vĩnh kim bảo không kịp phản ứng tách trà này tất nhiên được lê uy long ném ra nếu dám đánh vợ anh cho dù là ai, anh cũng sẽ không buông tha. Chủ tịch Kim Bảo, các vệ sĩ xung quanh Vĩnh Kim Bảo nhìn thấy Vĩnh Kim Bảo bị tách trà đập vào đầu, họ đều bị sốc, nhanh chóng tới hỗ trợ ông ta. Chu Nhược Mai cũng rất sốc khi chứng kiến Lê Uy Long dám đập tách trà vào đầu Vĩnh Kim Bảo, chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi. Lệ Uy Long này quá bốc đồng, làm tất cả mọi thứ mà không cần quan tâm đến hậu quả. Chẳng lẽ không thấy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ sao? Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Những người quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi và quan chức của thành phố Đà Lạt đã rất tức giận khi thấy Lê Uy Long tự phụ đến mức ngay cả chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi cũng dám đánh. Tất cả những thay đổi này quá đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng. Không ai có thể ngờ rằng Vĩnh Kim Bảo vừa nói như vậy đã bị Lê Uy Long đập tách trà vào đầu. Đây đúng là một lời không hợp lập tức khai chiến. Lê Uy Long, mày dám đập tách trà vào đầu tao sao? Vĩnh Kim Bảo tức giận run lên, chỉ vào Lê Uy Long, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, chán của ông ta đã sưng lên một cục u lớn. Cho dù là ai, nếu như người dám có ý đồ với vợ tôi, đều phải trả giá rất đắt. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mày không biết tao là chủ tịch tập đoàn Vương Lôi sao? Vĩnh Kim Bảo hỏi. Còn chủ tịch tập đoàn Vương Lôi thì sao? Ông chỉ là người nhập cư vào Đông Quốc mà dám ngang ngược trên Long Quốc của tôi tôi sẽ giết chết ông. Lê Uy Long nói, to mồm thật đấy, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học ngay trên Long Quốc của mày. Vĩnh Kim Bảo nói, chương 215 cuộc chiến giữa hai người. Muốn chết cũng có thể thử xem, Lê Uy Long lạnh lùng nói. Khi nói đến thương trường, anh có thể thua kém đối thủ, nhưng khi chiến đấu, anh sẽ không bao giờ sợ bất kỳ ai. Người Đông Quốc vĩ đại như tao, giết mày trong địa bàn của mày chỉ đơn giản như giết một con kiến đừng lo lắng khi mày chết rồi tao sẽ chăm sóc vợ mày vĩnh kim bảo ngạo nghễ nói trái tim của lê uy long bùng cháy vì tức giận anh đang lo lắng không thể chơi đấu tranh trên thương trường với tập đoàn vương lôi bây giờ thì tốt rồi có thể dùng sở trường võ thuật của mình để giải quyết bảo vệ đất nước của mình tiêu diệt vĩnh kim bảo trên lãnh thổ của mình đó mới là đơn giản như dẫm chết một con kiến nhìn thấy vĩnh kim bảo ngang ngược như vậy dám công khai khiêu khích trong lòng anh cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ ông ta không biết anh là hộ soái bảo vệ của Long Quốc sao? Theo lý mà nói, mục đích chính của việc Đông Quốc đầu tư vào tập đoàn Vương Lôi lần này là để đối phó với chính họ, nhưng Vĩnh Kim bảo làm chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi lại ngông cuồng như thế này, đích thị là kiểu người thành chuyện thì ít mà hỏng chuyện thì nhiều. Chẳng lẽ ông ta chỉ là một con tốt thí bị đẩy lên trên? Ông sẽ hối hận khi tới Long Quốc, tôi sẽ khiến ông có đi mà không có về, trở thành hồn ma lang thang vất vưởng ý định giết người của lê uy long nổi lên bất kể vĩnh kim bảo có mục đích gì vì ông ta đã lặn lội đường xa mà tự mình đến đây anh cũng phải tiếp đãi cho tốt lên hết cho tôi giết hắn vĩnh kim bảo tức giận gầm lên các vệ sĩ bên cạnh vĩnh kim bảo nghe thấy lệnh của ông ta thì lập tức lao về phía lê uy long nhìn thấy đội hình này chu nhược mai lại chấn động vệ sĩ bên kia đều là người nước ngoài cao to có lẽ là tương đối mạnh lê uy long có thể đối phó được không Lê Uy Long thấy vệ sĩ của Vĩnh Kim Bảo đã vội vàng chạy tới, biết rằng trận chiến này là khó tránh khỏi. Trong tình huống đột ngột này, anh muốn gọi Thiên Thành hoặc Hà Ngọc Lan đến, nhưng đã quá muộn. Anh chỉ có thể bật dậy đột ngột và đấm nhanh vào đám vệ sĩ. Bởi vì Lưu Bảo Thông đã dặn dò rằng đôi chân của anh không thể thực hiện các bài tập cường độ cao hoặc chiến đấu, vì thế nên anh đã chọn không thực hiện một cú đá mà thay vào đó chọn thực hiện một cú đấm. Bốp 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 Lê Uy Long tung một vài cú đấm liên tiếp với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi cú đấm đều trúng ngực của các vệ sĩ. À à à, không ai trong số các vệ sĩ có thể chạm vào Lê Uy Long, họ bị Lê Uy Long đấm bay lên không chung, hét lên thảm thiết. Lê Uy Long là một hộ soái bảo vệ oai phong lẫm liệt, là vị tướng thống lĩnh hàng triệu quân, đương nhiên đối phó với mấy tên địch ngoại bang này dễ như trở bàn tay. Nếu ngay cả một ít vệ sĩ nước ngoài cũng không đối phó được anh làm sao được xưng là chiến thần thiên long. Đánh bay đám vệ sĩ này lên không chung, vết thương trên chân của anh thậm chí không bị ảnh hưởng gì. Chu Nhược Mai choáng váng khi thấy Lê Uy Long đã hạ gục những vệ sĩ ngoại quốc này trong tích tắc. Chồng cô thực sự là bất khả chiến bại. Dù là hàng trăm người của bang Lion Gate, hay là sát thủ của địa ngục thất, hay là vệ sĩ nước ngoài cao to dũng mãnh, chỉ cần gặp được chồng cô là đều phải quỳ lại. Khi đám người Vĩnh Kim Bảo nhìn thấy những vệ sĩ được đào tạo bài bản đã trải qua nhiều trận chiến mà không thể chống lại đòn tấn công của Lê Uy Long, tất cả đều sợ hãi tái mặt. Những vệ sĩ bị Lê Uy Long hất vào không trung lúc này đã ngã xuống đất, từng người một nôn ra máu, cả người tái nhợt không ngượng dậy được. Không ai có thể nghĩ rằng Lê Uy Long và vệ sĩ của Vĩnh Kim Bảo lại đánh nhau trong khách sạn Thiên Long, những người phục vụ trong những khách sạn đó sợ hãi đến mức tránh xa và không dám đến gần họ chỉ làm việc bán thời gian vì vậy họ không muốn dính líu gì đến chuyện này bên cạnh đó họ đều biết danh tính của lê uy long và vĩnh kim bảo vĩnh kim bảo là người bùng nổ gần đây ở thành phố đà lạt đằng sau là tập đoàn vương lôi được hỗ trợ bởi đông quốc cả hai đều là những nhân vật tuyệt vời như vậy ai dám khiêu khích họ chỉ cần đứng xem họ chiến đấu là được sau khi lê uy long đánh gục đám vệ sĩ đó cũng không vì thế mà dừng tay anh từng bước đi về phía vĩnh kim bảo Cậu, cậu muốn làm gì? Nhìn thấy Lê Uy Long đằng đằng sát khí đến gần mình, Vĩnh Kim bảo sợ hãi đến phát run. Đương nhiên là tôi dạy cho ông một bài học, Lê Uy Long nói xong liền tát Vĩnh Kim bảo một cái. Bốp! Với một âm thanh giòn giã, Vĩnh Kim bảo bị tát và xoay người nhiều lần tại chỗ, sau đó ngã xuống đất. Cảnh tượng bất ngờ này lại khiến mọi người choáng váng. Nhưng Lê Uy Long vẫn không để cho Vĩnh Kim Bảo đi, bước lên một lần nữa, dẫm lên ngực của Vĩnh Kim Bảo. Bộp, Lê Uy Long đạp lên ngực Vĩnh Kim Bảo, như thể bị một tảng đá lớn đập vào, một ngụm máu phun ra. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Chương 216 Ngông cuồng. Không ai có thể ngờ rằng Lê Uy Long lại ra tay độc ác đến mức dám đạp lên người chủ tịch tập đoàn Vương Lôi đến ói máu nơi công cộng. Mặc dù Vĩnh Kim Bảo là người gốc Long Quốc, nhưng ông ta đã nhập quốc tịch của Đông Quốc nên đã trở thành người Đông Quốc. Lệ uy long này ngay cả người của Đông Quốc còn dám đánh, chẳng lẽ không sợ chết sao? Mau, buông, chân ra, lệ uy long dẫm lên vĩnh kim bảo gần như tắt thở. Tôi muốn dẫm chết ông, dễ như dẫm chết con kiến. Lệ uy long lạnh lùng nói, không có buông tha. Tôi, biết, rồi, vĩnh kim bảo thừa nhận. Các vệ sĩ lúc này đều bị thương nặng, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, thấy vĩnh kim bảo bị dẫm lên, họ không thể làm gì được. Ông là người của Đông Quốc mà dám khiêu khích tôi trên lãnh thổ Long Quốc. Ông có biết chữ chết viết thế nào không? Lệ Uy Long hỏi. Biết rồi, Vĩnh Kim Bảo nói. Các giám đốc cấp cao của tập đoàn Vương Lôi và các quan chức đi cùng nhìn thấy Lê Uy Long vẫn dẫm lên Vĩnh Kim Bảo nên vội vàng bước tới để thuyết phục. Lệ Uy Long, cậu mau buông chủ tịch Kim Bảo ra. Nếu không cậu không thể gánh được hậu quả đâu. Ông ấy là một doanh nhân hợp pháp đầu tư vào Long Quốc từ Đông Quốc cậu không thể thô bạo với ông ấy được nếu không bạn không gánh nổi hậu quả có giỏi thì đấu tranh trên thương trường đừng có mà không đấu lại được mà dùng vũ lực đừng làm mất mặt người long quốc chúng ta mọi người lần lượt nói người long quốc chúng ta bị cậu làm mất mặt rồi cậu có thể có ý thức một chút không bùi phú quý cũng nói lê uy long này đã đánh con trai của ông ta bây giờ nhìn thấy lê uy long lại chạy lung tung ở đây ông ta muốn trả thù nhưng ông ta lại sợ bị lê uy long đánh bởi vì lê uy long thậm chí có thể đánh bại vệ sĩ của vĩnh kim bảo với một chiêu nên ông ta thật sự có chút sợ hãi đừng có nói chuyện với tôi về ý thức đám người nước ngoài này dám có ý đồ với vợ tôi ý thức của bọn chúng thì sao người ta không xúc phạm tôi tôi sẽ không xúc phạm người ta còn nếu dám động đến tôi thì tôi sẽ không tha lê uy long nhìn thấy nhiều người như vậy giúp đỡ vĩnh kim bảo trong lòng càng tức giận chân lại bắt đầu dùng lực. Phụt, Vĩnh Kim Bảo không chịu nổi áp lực, một ngụm máu khác phun ra. Các nhân viên của khách sạn Thiên Long cảm thấy rất sảng khoái khi chứng kiến cảnh Vĩnh Kim Bảo bị Lê Uy Long dẫm lên. Không phải vì bất cứ điều gì khác, bởi vì Lê Uy Long là người Long Quốc, trong khi Vĩnh Kim Bảo là người Đông Quốc. Nếu cậu dám dẫm chết ông ta, cậu sẽ không thể sống sót. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ. Nếu Đông Quốc mượn cớ này mà gây ra chiến tranh giữa hai nước, thì cậu chính là tội đồ của Long Quốc. Bùi Phú Quý tức giận nói. Long Quốc của chúng ta rất mạnh, cho dù tôi có dẫm chết ông ta ở nơi công cộng, xem Đông Quốc có dám làm gì không. Lê Uy Long nói, anh thực sự muốn dẫm chết Vĩnh Kim Bảo, để tránh việc Chu Nhược Mai phải đấu với đám người Đông Quốc như ông ta. Cậu chỉ là một tên thô lỗ thì biết cái gì. Nếu cậu không tha cho Chủ tịch Vĩnh Kim Bảo, tôi sẽ cho người của Cục Công an thành phố tới bắt cậu. Bùi Phú Quý nói. Ông ta không biết Lệ Uy Long là hộ soái bảo vệ mà chỉ biết rằng anh là con rể của nhà họ Chu, một cựu chiến binh và anh quen biết một số người có thế lực. Tất nhiên Lê Uy Long không sở cục công an thành phố, ánh hạ là giám đốc của cục công an thành phố, anh đã đích thân giúp cô ấy nhậm chức. Về phần Bùi Phú Quý, sớm muộn gì ông ta cũng bị bắt, nhưng không phải bây giờ. Chu Nhược Mai lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước lên trước nói, "Lệ Uy Long, anh nên tha cho ông ta đi." nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao? Lệ Uy Long suy nghĩ một chút, cảm thấy không có ích gì khi dẫm lên Vĩnh Kim Bảo như thế này, vì vậy anh buông ra. Từ những biểu hiện của Vĩnh Kim Bảo, Lệ Uy Long đã biết rằng ông ta không có khả năng trở thành một mối đe dọa, ông ta chỉ là một con rối bị Đông Quốc đẩy lên trước. Những người nắm quyền thực sự sẽ không ngông cuồng, tự cao tự đại như thế này. chương 217 đi ngắm cảnh. Tập đoàn Vương lôi khẳng định có những người quyền lực hơn Vĩnh Kim Bảo. Bây giờ mình đập chết một con rối ở đây thì có ích gì chứ? Khi mọi người thấy Lê Uy Long buông Vĩnh Kim Bảo ra, bọn họ vội vàng đỡ ông ta dậy. "Chủ tịch Kim Bảo, anh bị sao vậy?" "Chủ tịch Kim Bảo, anh không sao chứ?" "Chủ tịch Kim Bảo, anh nôn ra máu rồi, có muốn ăn tiếp không?" Mọi người đều hỏi. "Không ăn nữa, đưa tôi đi bệnh viện trước đã." Vĩnh Kim Bảo tức giận nói. Mình đang bị thương như này rồi còn ăn cái gì nữa chứ? Mọi người không còn lựa chọn nào khác, nên đưa Vĩnh Kim Bảo đến bệnh viện. Các vệ sĩ cũng lần lượt đứng dậy, đi theo sau. Khi những người quan chức ở đấy nhìn thấy Vĩnh Kim Bảo hủy bỏ bữa tiệc, cả đám người đều tức giận nhìn chằm chằm Lê Vinh Thiên. Tưởng rằng có thể dùng bữa tại khách sạn Kim Long, nhưng không ngờ vì sự xuất hiện của Lê Uy Long mà bị lỡ mất. Phẩm chất con người Long Quốc của các người thật thấp, hơi động vào một tí là đánh người. Vĩnh Kim bảo phàn nàn khi bước ra khỏi khách sạn Thiên Long. "Đấy là Lê Uy Long, người này không có một tí phẩm chất nào, anh ta chỉ là một con người lỗ mãng. Ngoài ra, khách sạn Thiên Long của anh cũng quá tệ. Tôi đã bị đánh trong khách sạn, vậy mà không có nhân viên bảo vệ nào ra ngăn cản." Vĩnh Kim bảo lại phàn nàn. "Chủ yếu là bởi vì Lê Uy Long quá mạnh, các vệ sĩ của anh còn không đỡ được một đòn của anh ta, vì vậy không ai dám ra tay ngăn cản." Một người đi theo nói. Ngoài ra, không khí ở Long quốc của các người cũng rất kém, ô nhiễm quá. Môi trường ở đông phương của chúng tôi tốt hơn rất nhiều so với ở đây." Vĩnh Kim Bảo nói tiếp. Tất cả những người đi theo không ai nói gì với ông ta. Nếu đông phương tốt như vậy, ông còn đến Long quốc chúng tôi làm gì chứ? Sau khi Vĩnh Kim Bảo người của ông ta rời đi, Chu Nhược Mai hỏi, "Lê Uy Long, anh có sao không?" "Anh có thể có chuyện gì chứ?" Lê Uy Long nhẹ nhàng nói, "Trên thực tế đã có chuyện đã xảy ra với anh, vừa rồi khi anh dùng chân dẫm lên người Vĩnh Kim Bảo, anh đã dùng sức hơi mạnh và vết thương trên đùi của anh đã bị đau. Tuy nhiên, vấn đề không lớn lắm. Không có vấn đề gì là tốt rồi, vừa nãy anh đã rất kích động. Chu Nhược Mai nói, nghĩ đến khí phách vừa nãy của Lê Uy Long, cô đã thật sự bị cuốn hút. Ngay cả chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi cũng dám đánh, thật sự rất oai phong. Em là vảy ngược của anh, bất cứ ai, dám đụng chạm đến em, đều sẽ phải trả giá. Lê Uy Long nói. Khi Lê Uy Long nói ra điều này, Chu Nhược Mai cảm thấy ấm áp. Có một cảm giác không thể khuất phục, dù gặp phải nguy hiểm gì ông xã mình cũng có thể bảo vệ, tự nhiên cô sinh ra cảm giác an toàn. Anh đối với người ngoài tàn nhẫn như vậy, tại sao lại chịu đựng ở nhà họ Chu chứ? Người nhà họ Chu trong mắt anh là cái gì? Chu Nhược Mai tò mò hỏi. Đó chỉ là một nhóm hề mà thôi bởi vì họ là người thân của em vì vậy anh không muốn quan tâm đến họ lê uy long nói sau khi chu nhược mai nghe được điều này cô lại xúc động lê uy long yêu nhau yêu cả đường đi vì vậy anh đã nể mặt mình nên nhà họ chu muốn làm gì thì anh vẫn có thể bỏ qua có người chồng thế này thì người phụ nữ đâu cần gì nữa anh đánh vĩnh kim bảo ở nơi công cộng và dẫm lên ông ta đến nôn ra máu liệu anh có gặp rắc rối không chu nhược mai hỏi với vẻ lo lắng Chương 218 ăn xin. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Lê Uy Long nói. Anh thật sự đang hy vọng rằng Vĩnh Kim Bảo sẽ gây rắc rối cho anh, để anh có thể tiêu diệt ông ta một cách hợp lý. "Mong là như vậy, chúng ta mau ăn đi, ăn xong rồi rời khỏi đây." Chu Nhược Mai nói. "Được rồi." Sau đó, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục ăn sau khi ăn xong lê uy long đã sử dụng thẻ rồng tối cao để thanh toán sau khi thanh toán hóa đơn chu nhược mai cũng không chú ý đến chiếc thẻ trong tay lê uy long trong lòng em vẫn còn không thoải mái chưa muốn về nhà sớm như vậy chúng ta đi đâu thư giãn đi sau khi lên xe chu nhược mai nói em muốn đi đâu thư giãn vậy lê uy long hỏi đi ra con đê ngắm sông bảo vệ thành phố đi chu nhược mai nói được thôi vì vậy Lê Uy Long đã lái xe đến đê sông bảo vệ thành phố. Ban đêm có rất nhiều người ở đây ngắm cảnh. Sau khi Lê Uy Long lái xe đến con đê, anh đi bộ lên bờ đê cùng Chu Nhược Mai ngắm phong cảnh. Nhìn dòng sông mênh mông chậm rãi chảy trước mặt, tâm trạng của Chu Nhược Mai dần dần tốt lên, tạm thời quên hết phiền muộn. Từ khi cô và Lê Uy Long quen biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ngắm sông, cảm giác rất lãng mạn. 11 giờ tối khi Chu Nhược Mai và Lê Uy Long chuẩn bị quay về, một người đàn ông mạnh mẽ quần áo rách nát và có một cô gái xanh sao gầy gò trên lưng vội vã đi tới con đê. Em gái tôi đã hai ngày không ăn gì, sắp mất đi vì đói rồi, cầu xin mọi người, làm ơn cho tôi một ít tiền để em gái tôi ăn một bữa. Người đàn ông lo lắng nói với những người đang xem phong cảnh. Những người đang đứng bên bờ sông ngắm cảnh đều quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông tay chân khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, cơ tay rất phát triển, họ không chịu bố thí cơ thể anh khỏe mạnh có tay có chân vậy mà không chịu đi làm anh muốn ra ngoài làm ăn xin muốn tôi cho tiền không có cửa đâu một người đàn ông khỏe mạnh như anh sao không làm việc chăm chỉ để nuôi sống bản thân mà lại còn đem em gái mình ra ngoài ăn xin các người chết đói cũng đáng loại này ham ăn lười làm một người không có khí phách như thế này không đáng đồng tình có chết đói cũng xứng đáng Tôi nghĩ rằng em gái anh ta không phải là đang thật sự đói, mà là đang giả vờ. Hợp lý, có lẽ người ta vừa ăn thịt ăn cá rồi xong rồi đi ra ngoài ăn xin đấy. Khi người đàn ông nghe những người xung quanh nói như vậy, khuôn mặt của anh ta trở nên trắng bệch. Không phải như mọi người nghĩ đâu, em gái tôi hai ngày hai đêm chưa được ăn gì, đang rất đói. Người đàn ông lo lắng giải thích. Vì anh em chúng tôi vội vàng rời quê, không mang theo giấy tờ nên chúng tôi không tìm được việc làm. Anh em chúng tôi cũng là lần đầu tiên đến thành phố Đà Lạt, không quen biết ai. Tôi xin các anh chị làm ơn thương xót. Nếu không phải có chuyện xảy ra, anh ta cũng sẽ không bao giờ cầu xin. Nhưng bây giờ là chuyện sống chết của em gái nên anh ta phải ăn nói khép nép cầu xin để có tiền cho em gái ăn. Nếu không, em gái anh ta sẽ chết đói thật. Tuy nhiên, lời giải thích của người đàn ông không nhận được sự đồng cảm của mọi người mà ngược lại, có rất nhiều lời chế giễu. Anh cho rằng bọn tôi là trẻ con lên ba sao? Không phải đi ra ngoài là để tìm việc sao? Vậy mà lại không mang theo giấy tờ, vậy các người tới đây để làm gì chứ? Đây rõ ràng là đang lừa đảo, muốn xin tiền người khác cũng phải có lý do hợp lý chứ. Chỉ số thông minh của anh thật đáng buồn, các người không có tư cách của một người ăn xin mẫu mực, nên về nhà mà làm ruộng đi. Bởi vì lý do của anh, nếu mà tôi cho anh tiền, tôi cảm thấy rằng trí thông minh của tôi đã bị sỉ nhục. Đúng vậy, chỉ có người thiểu não mới tin anh. Chúng tôi không phải người thiểu não, làm sao có thể bị lừa chứ? Nghe mọi người chế giễu, người đàn ông ngừng nói, như có điều gì uẩn khúc không thể nói ra được. Người có lòng tốt nào có thể cho tôi 40.000 để cho em gái tôi ăn no, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh ta. Người đàn ông nói với vẻ mặt cam chịu. Bản thân anh ta cũng đã đói hai ngày hai đêm, nhưng vẫn nói năng mạnh mẽ. Dù bản thân cũng rất đói nhưng anh ta không hề cầu xin cho mình, anh ta chỉ muốn em gái có một bữa ăn. Anh ta biết là cho dù mình có đói hai ngày hai đêm cũng không chết. Anh xin cũng nhiều đấy nhỉ. Đối với những người ăn xin tàn tật bị gãy tay gãy chân, người khác nhiều nhất sẽ cho anh ta hai nghìn mà thôi. Một người ăn xin đủ hai tay hai chân, khỏe mạnh như anh còn dám đòi bốn mươi nghìn sao. chương 219 người ăn xin. Vừa mở miệng đã đòi bốn mươi nghìn anh nghĩ tiền của chúng tôi dễ kiếm thế à? Ai muốn ông làm trâu làm ngựa cho chúng tôi chứ? Nếu để anh làm trâu ngựa cho chúng tôi, chúng tôi còn phải nuôi anh. Loại người này muốn làm trâu bò, nhưng thật ra muốn lười biếng ở nhà. Ai cho tiền sẽ xui xẻo, nhất định sẽ bị người ta ỉ lại. Cách đó không xa, Lệ Uy Long nhìn thấy nhiều vết rách trên quần áo của người đàn ông, có vẻ như bị dao cắt. Anh đã hiểu ra rồi, anh ta nhất định không phải loại người thường lên phố, có lẽ từng là một người anh hùng suy bại rồi rơi vào hoàn cảnh này. Khi Lê Uy Long chuẩn bị đi về phía người đàn ông đằng kia và đưa cho anh ta một số tiền, Chu Nhược Mai đã đi đến chỗ anh ta trước. Lê Uy Long thấy rằng Chu Nhược Mai đã đi qua, vì vậy anh đi theo đằng sau. Anh ơi, anh đừng cầu xin người khác nữa. Cho dù chúng ta có chết đói cũng phải có tôn nghiêm. Lúc này, cô gái ngồi sau người đàn ông yếu ớt nói. Cô gái trông chưa đầy 20 tuổi, gương mặt thanh tú nhưng tái mặt vì đói em gái anh trai thật bất tài và không chăm sóc được em tốt khiến em phải chịu khổ sở rồi người đàn ông đặt em gái xuống và nói trong nước mắt anh à anh đừng nói vậy trong lòng em anh sẽ mãi là một người đàn ông mạnh mẽ nhất cô gái nói khi những người xem nghe thấy điều này họ lại bắt đầu cười nhìn xem hai người này không ăn xin được thì bắt đầu diễn trò rồi kia ha ha Người đàn ông bất khuất, thật là cười chết tôi. Nếu thật sự là người đàn ông bất khuất, sao có thể ra nông nỗi này? Kỹ năng diễn xuất của anh tốt như vậy, cứ đi làm diễn viên đi. Làm ăn mày đúng là đã chôn vùi tài năng của anh rồi. Ừ, nhìn cô gái kia kìa, diễn y như thật, nói năng nhẹ nhàng mềm mại, không có chút sức lực, như thể thật sự đói bụng hai ngày hai đêm. Còn có người này nước mắt lưng tròng, như là sắp khóc, đúng là diễn giỏi thật, muốn khóc cũng được lúc này cô gái nói anh ơi đi thôi em không muốn ở đây nữa được rồi đi thôi người đàn ông nói xong liền chuẩn bị đưa em gái đi dù sao cũng không ai cho tiền nếu ở đây nhục nhã thà bỏ đi nơi khác xem gặp người thiện lương lúc này những người xem lại bắt đầu mỉa mai em gái của anh khá lắm sao không cho cô gái làm gái ngành ấy đúng với một cô em gái xinh đẹp như vậy thật tiếc nếu không nhận cô ấy làm gái ngành Ăn mày có gì hay, làm gái ngành còn hứa hẹn hơn ăn mày, mau đổi nghề đi, nếu không thì không kiếm được tiền đâu. Đúng vậy, làm gái ngành là phải kiếm tiền từ chính cơ thể của mình. Thà làm việc chăm chỉ hơn là đi ăn xin. Nghe những lời bình luận này, người đàn ông bỗng tức giận quát lớn, căm nghiệt. Nếu ai dám xúc phạm em gái tôi, tôi sẽ quăng người đó xuống sông cho cá ăn. Tuy nhiên, những người xem đó không hề sợ hãi vì người đàn ông đang tức giận chỉ là một kẻ ăn mày thôi mà, có gì đáng sợ. Nhìn xem, người ăn mày này không xin được tiền thì bắt đầu nổi đóa kia. Đúng vậy, làm ăn mày thì có tư cách gì nổi giận. Còn dám giữ tợn, anh có tin tôi khiến mắt anh mù luôn không? Tôi đã thấy rất nhiều người ăn xin, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ăn xin không có phẩm chất như vậy. Những người xem này dựa vào số lượng lớn người nên không sợ người đàn ông này. Lúc này, một chủ nhà khác không biết giờ khóc giờ cười nói ở đây nếu có thời gian mà hung dữ thì nên dắt em gái đi bán đi tranh thủ đêm đông vẫn có khách người đàn ông nói còn chưa dứt ánh mắt của người đàn ông như dao hung hăng chừng mắt nhìn ông ta người đàn ông dùng mình sợ hãi bất giác lùi lại ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắc bén như vậy đây hẳn là cái nhìn giết người trong truyền thuyết người đàn ông nắm chặt tay khớp các nơi trên cơ thể kêu lên răng rắc những người xem đều bị sốc khi nhìn thấy tình huống này, không ai dám nói thêm nữa, tất cả đều im lặng và bất giác lùi lại. chương 220 giúp đỡ Lúc này, chu Nhược Mai mới bước tới gần, cô nhìn thấy người đàn ông đó đang tỏa ra luồng sát khí, cô bỗng cảm thấy ớn lạnh. Người anh em này, tôi có 4 triệu ở đây, anh cứ lấy mà dùng. Chu y nhiên lấy ra 4 triệu tiền mặt đang mang theo, mạnh dạn bước tới đưa cho người đàn ông. Người đàn ông sửng sốt trong chốc lát, sát khí biến mất. Anh ta không ngờ lúc này sẽ có người cho anh ta tiền, hơn nữa còn cho 4 triệu. Lệ Uy Long sau khi nhìn thấy Chu Nhược Mai giang tay giúp đỡ người đàn ông thì không khỏi nghĩ đến đêm mưa 10 năm trước. Hồi đó, mẹ anh bệnh tật hấp hối, đi cầu cứu khắp nơi nhưng không ai chịu giúp, cuối cùng chính Chu Nhược Mai đã ra tay giúp đỡ. Bây giờ người đàn ông này giống với những gì đã xảy ra với anh hồi đó. Sự khác biệt là người đàn ông này là để cứu em gái của mình trong khi anh để cứu mẹ của mình. Có điều, người qua đường vẫn như cố thở ơ, không ai sẵn sàng giúp đỡ, người sẵn sàng ra tay giúp đỡ chỉ có Chu Nhược Mai. Đừng nghĩ rằng Chu Nhược Mai ngày thường hơi lạnh lùng, nhưng cô là người thích giúp đỡ người khác. Cô thực sự cho tôi số tiền này. Người đàn ông kinh ngạc hỏi, đúng, tôi không có nhiều tiền mặt. Anh cứ cầm mà dùng, Chu Nhược Mai nói. Người đàn ông cảm động đến mức quỳ xuống trước mặt Chu Nhược Mai và nói, cô gái tốt bụng tôi Triệu Đình Tuy tôi chắc chắn sẽ báo đáp. Cô đã cứu em gái tôi, và tôi, Triệu Đình Tuy, từ nay sẽ sẵn sàng làm châu bò cho cô, cho dù có phải đi qua núi đao xuống biển lửa, tôi sẽ làm hết sức mình. Triệu Đình Tuy đột nhiên quỳ xuống, cảnh tượng đột ngột này khiến Chu Nhược Mai cảm thấy có chút hoang mang. Anh mau dậy đi, chỉ là 4 triệu thôi mà, anh không cần làm chuyện này, tôi không cần anh làm con bò, con ngựa cho tôi. Tôi không chịu được người khác phải cung kính như vậy với tôi. Cô vừa nói vừa đỡ Triệu Đình Tuy đứng dậy. Cảnh Triệu Đình Tuy quỳ gối trước Chu Nhược Mai gây ngạc nhiên rất lớn cho những người đứng xung quanh xem. Một người ăn xin bất ngờ nhận được số tiền khổng lồ 4 triệu đồng, có quỳ xuống cũng không sao, đó là chuyện bình thường. Người ta nói dưới đầu gối đàn ông có vàng, nhưng dưới đầu gối người ăn xin thì làm gì có vàng. Không nói đến việc đưa cho anh ta 4 triệu, cho dù được cho 400 nghìn, anh ta vẫn sẽ quỳ xuống tuy số tiền không nhiều nhưng nó có thể giữ được mạng sống cho em gái tôi. Cô là vị cứu tinh của chúng tôi, tôi nên quỳ xuống vì ơn cứu mạng em giá tôi. Triệu Đình tuy nói, khi con người rơi vào cảnh tuyệt vọng mà có người sẵn sàng giúp đỡ mình thì thật là tốt. Vừa rồi Triệu Đình tuy phải chịu sự thờ ơ và mỉa mai của người qua đường, bây giờ đột nhiên có người đứng ra đỡ anh ta, hỏi anh sao ta có thể không cảm kích. Sau đó, Triệu Đình tuy lại nói, xin hỏi cô tên gì, sau này tôi chắc chắn sẽ trả ơn. Tôi tên là Chu Nhược Mai, không cần phải trả ơn cho tôi, tôi cũng không muốn anh trả ơn. Anh nên đưa em gái đi chữa bệnh đi, Chu Nhược Mai nói. Được rồi, chị giữ hân, tôi đã nhớ tên cô, tuy nhiên, tôi không cần nhiều tiền như vậy, tôi chỉ cần 200.000, phần còn lại tôi trả lại cho cô. Triệu Đình tuy không tham lam, chỉ lấy 100 tệ, còn lại giao cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai nói, anh mới đến Đà Lạt chưa lập tức có công việc được, số tiền này anh cứ cầm đi là cô chủ nhà họ Chu đồng thời là chủ tịch tập đoàn Galaxy, 4 triệu đối với cô không là gì cả, nếu đã đưa cho người khác, vậy làm sao có thể lấy lại được. Được rồi, vậy tôi xin nhận khoản tiền này trước, khi nào có tiền, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cô. Tôi xin phép không nói nữa, em gái tôi sắp đói đến ngất đi rồi, tôi xin phép mang em ấy đi ăn gì đó, chúng tôi sau này chắc chắn sẽ báo đáp cô. Triệu Đình tuy đúng là lúc này đang cần tiền, cũng không từ chối nói xong, anh ta nhanh chóng bế em gái lên lưng rồi rời đi. Ngay sau khi triệu đình tuy rời đi, những người xem lại bắt đầu nói. Hãy nhìn xem người ăn xin chạy nhanh như thế nào kia. Anh ta ôm tiền còn chạy nhanh hơn thỏ, không hề giống một người hai ngày chưa ăn gì chút nào. Người đưa tiền kia chẳng phải là cô Dư Hân, đệ nhất mỹ nhân thành phố Đà Lạt sao? Đúng vậy, tiền của cô Dư Hân quá dễ lừa. Người ăn mày có thể lừa được 4 triệu một lúc tôi cũng muốn ra ngoài lượt tiền. chương 221 cuộc gặp mặt với Gióc. Chu Nhược Mai phớt lờ những bình luận của những người này, nói với Lê Uy Long, về nhà thôi. Được rồi, vừa rồi Lê Uy Long vẫn luôn đứng sau Chu Nhược Mai, không nói một lời với Triệu Đình Tuy. Trên đường trở về, Chu Nhược Mai nói, vừa rồi em quên nói với Triệu Đình Tuy kia. Anh ta có thể đến tập đoàn Galaxy của chúng tôi với tư cách là nhân viên bảo vệ nếu anh ta không có việc làm. Hiện tại nhân viên bảo vệ của tập đoàn Galaxy của chúng ta gần như không còn nữa, trên thực tế, em có thể cho anh ta một công việc nhân viên bảo vệ để anh ta và em gái anh ta có một nơi để ở thay vì phải lang thang khắp nơi. Nhưng tại sao chuyện này bây giờ em mới nhớ tới nhỉ? Không sao đâu, anh ta đã có 4 triệu rồi, tạm thời nên giải quyết khó khăn tạm thời. Nếu như sau này có duyên gặp lại, để anh ta đến tập đoàn Galaxy làm bảo vệ cũng không muộn. Lê Uy Long nói. Từ đôi mắt sắc bén của Triệu Đình Tuy vừa rồi, Lệ Uy Long đã thấy anh ta chắc chắn không phải là người thường. Nếu có thể đến tập đoàn Galaxy với tư cách là một nhân viên bảo vệ, anh ta quả thực là một ứng cử viên rất sáng giá. Anh chỉ không biết khả năng của Triệu Đình Tuy có sẵn sàng làm nhân viên bảo vệ hay không. Lệ Uy Long đã gặp qua vô số người, chắc chắn mắt nhìn người của anh không sai. Nếu có thể tuyển Triệu Đình Tuy xuống dưới quyền mình, anh ta phải là một vị tướng hiếm có. 2 chuyện đã đến mức này thì chỉ có thể xem duyên phận thôi. Chu Nhược Mai nói, khi Vĩnh Kim Bảo trở lại bệnh viện vào lúc nửa đêm, ông ta nhận được cuộc gọi từ Gióc yêu cầu ông ta phải nhanh chóng trở lại tập đoàn Vương Lôi. Ông ta không dám lơ là, nhanh chóng trở lại tập đoàn Vương Lôi, vì Gióc chính là ông chủ phía sau tập đoàn Vương Lôi, trong tay nắm quyền hành lớn nhất. Quay trở lại văn phòng của chủ tịch tập đoàn Vương Lôi, Vĩnh Kim Bảo thấy Gióc đã ngồi đó đợi sẵn. Ông William, có chuyện gì mà ông tìm tôi lúc nửa đêm vậy vĩnh kim bảo lo lắng hỏi nghe nói tối nay ông bị lê uy long đánh ở nhà hàng phi long gióc lạnh lùng hỏi vâng đúng là có chuyện này vĩnh kim bảo nói tại sao hắn lại đánh ông gióc hỏi lê uy long quá dã man tôi vừa khen vợ hắn ta muốn dùng ngôn ngữ để khiêu khích hắn ta một chút mà hắn ta đã đánh tôi vĩnh kim bảo nói đồ khốn ông đã bị dẫm dưới chân nơi công cộng đã làm mất hết thể diện Đông Quốc chúng ta rồi. Sóc tức giận. Vĩnh Kim bảo đã bị sốc khi thấy Sóc nổi giận, bối rối hỏi điều này có liên quan gì đến thể diện của Đông Quốc. Ông đã gia nhập quốc tịch của Đông Quốc chúng tôi. Hắn ta đã dẫm lên ông ở nơi công cộng, tương đương với việc dẫm lên đất Đông Quốc của chúng ta, ông không hiểu sao. Sóc tức giận nói. Lệ uy Long này quá dã man và liều lĩnh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta có thể đánh tôi ở nơi công cộng như thế được. Vĩnh Kim bảo nói: "Lê Uy Long này là người cực kỳ bảo vệ vợ, ông dám có ý đồ với vợ hắn, đương nhiên hắn phải đánh ông." Zóc nói. Khi Vĩnh Kim bảo nghe Zóc nói vậy, ông ta sợ hãi toát mồ hôi lạnh, hỏi: "Tên Lê Uy Long này đã đánh bại tất cả vệ sĩ của tôi chỉ bằng một chiêu. Thực lực của hắn ta quá kinh người, rốt cuộc hắn là ai vậy?" "Ông không cần biết hắn là ai, ông chỉ cần biết rằng hắn là người mà ông không thể xúc phạm được." Zóc nói. Những lực lượng mà ông mang tới chẳng lẽ là để đối phó với Lê Uy Long? Vĩnh Kim Bảo hỏi lại, ông ta chỉ biết rằng Gióc đã bí mật đưa một nhóm lính đánh thuê vào tập đoàn Vương Lôi, nhưng ông ta không biết họ sẽ có những hành động gì để đối phó với ai. Ông ta luôn tò mò về điều này, vì vậy ông ta đã nhân cơ hội để hỏi. Không muốn chết thì đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Chỉ cần yên ổn làm một vị chủ tịch, quấy phá tập đoàn Galaxy là được. Nếu ông dám hỏi thêm những câu không nên hỏi, tôi đảm bảo ông chết lúc nào cũng không biết. Gióc lạnh lùng nói. Vâng, Vĩnh Kim Bảo đã tái mặt vì sợ hãi. Tránh ra, Gióc không muốn nói chuyện vô nghĩa với Vĩnh Kim Bảo. Vâng, Vĩnh Kim Bảo hoảng sợ rời khỏi văn phòng. Sau khi Vĩnh Kim Bảo rời đi, Gióc nghiến răng nghiến lợi nói với chính mình, Lệ Uy Long, mày đã nhiều lần xúc phạm Đông Quốc của tao, lần này, mày chết chắc rồi. chương 222 kho báu dưới núi Hổ Sơn. Lúc này, một người đàn ông da đen cao lớn bước vào văn phòng. Người đàn ông da đen tên Harry là thủ lĩnh của lính đánh thuê. Ông William, khi nào chúng ta sẽ ra tay với Lê Uy Long? Harry hỏi. Bây giờ chưa cần lo lắng. Lê Uy Long đã điều động 20 lính tinh nhuệ từ Tây chức Nếu bứt dây động rừng, sau này sẽ rất khó để ra tay với hắn. Jock nói. Chúng ta có hơn 200 lính đánh thuê đã từng trải qua các trận chiến, Bọn chúng chỉ có 20 lính tinh nhuệ, con số của chúng ta gấp 10 lần chúng, chắc chắn sẽ không thua." Harry nói. "Đừng quên, Lệ Uy Long là hộ soái bảo vệ của Long Quốc. Hàng ngàn quân của chúng ta cũng không thể đánh lại hắn. Chúng ta chỉ có 200 lính đánh thuê thì tính là gì chứ?" Sóc nói. "Harry nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng chôn chân ở đây mà không làm gì sao?" "Tất nhiên là không, để giết Lệ Uy Long" chúng ta phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể giết chết hắn ta trong một lần không thể hành động hấp tấp gióc nói vậy ông đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo nào chưa harry hỏi chưa nhưng tôi đã tìm ra điểm yếu của lê uy long gióc nói điểm yếu của lê uy long là gì harry hỏi điểm yếu của hắn chính là quá si mê và yêu vợ đến mức có thể bỏ hết tất cả gióc nói vậy thì sao harry hỏi vậy thì chúng ta sẽ ra tay với vợ hắn. Sóc nói, vậy được, ông cứ sắp xếp kế hoạch đi, tôi chỉ cần làm theo kế hoạch của ông là được rồi. Harry nói, Sóc đột một quay lại và hỏi, anh đã tìm thấy vị trí của kho báu chưa? Theo những thông tin của giáo sư Paul, đã phát hiện ra kho báu nằm dưới núi Hồ Sơn, cách thành phố Đà Lạt 10 km về phía tây. Harry nói, tốt, bây giờ vị trí của kho báu đã được xác định, hãy nhanh chóng đảo nó ra hoạt động đánh cắp kho báu phải được bảo mật tuyệt đối và được tiến hành trong âm thầm gióc nói. Đã rõ, chúng ta đều hành động lúc nửa đêm, người ngoài sẽ không biết. Tuy nhiên, kho báu được chôn quá sâu, các cơ quan trùng trùng điệp điệp, và sẽ mất ít nhất nửa tháng để khai quật nó, Harry nói. Không sao, kho báu lớn phải có thời gian, anh từ từ đào đi. Chỉ cần chúng ta đào thành công kho báu của Long Quốc này, số tiền chúng ta đầu tư vào công ty ở thành phố Đà Lạt sẽ chỉ là giọt nước trong biển. Sóc nói, ông William đúng là một mũi tên chúng hai đích, thật là thông minh. Harry thốt lên, ha ha, tất nhiên, ai có thể nghĩ rằng tôi đến thành phố Đà Lạt ở Long Quốc để đầu tư vào tập đoàn Vương Lôi, nhưng mục đích thực sự là ám sát Lê Uy Long và đánh cắp kho báu dưới núi Hổ Sơn chứ. Sóc cười. Bộ phận tình báo của Đông Quốc cử ông ra đến thành phố Đà Lạt chủ yếu để ám sát Lê Uy Long và đánh cắp kho báu ở núi Hổ Sơn đầu tư vào tập đoàn vương lôi ở đà lạt chỉ là để che mắt thiên hạ hoạt động bề nổi tập đoàn vương lôi cố tình tăng giá làm phiền đối tác đàn áp tập đoàn galaxy khắp nơi và muốn hạ bệ tập đoàn galaxy chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người và khiến lê uy long mệt mỏi khi phải giúp vợ chu nhược mai giải quyết những vấn đề kinh doanh này không còn thời gian để lo những việc khác những người ở long quốc này thực sự rất ngu ngốc bảo tàng dưới núi hồ sơn mà không biết harry nói không thể nói rằng bọn chúng ngu mốc được, bọn chúng không biết là bởi vì khi chúng ta xâm lược Long Quốc, chúng ta vô tình có được một bí mật lịch sử, nếu không, đến chúng ta cũng không biết. Bọn chúng đã đánh mất lịch sử bí mật này, tất nhiên là không có thông tin rồi." Jock nói. Chương 223 lập kế hoạch. Harry nói, chỉ cần lấy được những bảo vật này và ám sát thành công Lê Uy Long, ông Jock sẽ có những đóng góp to lớn cho Đông Quốc. Sau khi xong việc, tôi sẽ không đối xử tệ với anh tiền bạc không thành vấn đề. Sóc nói, được, ngoài tiền ra, lúc đó ông phải nhờ Đông Quốc cấp cho tôi một số vũ khí và trang bị, vì quân đoàn của tôi không ngừng lớn mạnh, vũ khí trang bị là thứ tôi cần nhất. Harry nói, tất nhiên điều này không có vấn đề gì, Lệ Uy Long là kẻ thù số một của Đông Quốc chúng ta. Tiêu diệt một Lê Uy Long tương đương với việc tiêu diệt 100 quân đoàn của Long Quốc và giành được một nửa Long Quốc. Sóc nói, lê uy long này rất quan trọng đối với long quốc sao harry ngạc nhiên hỏi tất nhiên lê uy long là chiến thần là nhân tố chủ chốt trong trận chiến một người bảo vệ cả đất nước chỉ cần hộ soái bảo vệ lê uy long chết sức mạnh của long quốc sẽ giảm đi đáng kể đến lúc đó đông quốc có thể tấn công mạnh mẽ vào long quốc và tiêu diệt long quốc Sóc nói một nhân vật mạnh mẽ như vậy nếu chết trong tay tôi chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thù số một của long quốc sao Harry nói. Khi Lê Uy Long chết, Long Quốc chắc chắn sẽ hỗn loạn, bọn chúng đâu có thời gian để tìm anh trả thù. Cho dù muốn tìm anh trả thù, anh có Đông Quốc của chúng ta bảo kê rồi, sợ cái gì? Hơn nữa đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công Long Quốc, bọn chúng còn phải đánh nhau với chúng ta, không rảnh để trả thù đâu. Sóc nói. Được rồi, vậy thì tôi phải xem vị hộ soái bảo vệ của Long Quốc này có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Harry nói việc ám sát Lê Uy Long phải thành công, không được thất bại. Nếu thất bại, hậu quả sẽ rất thảm khốc, mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói, và kho báu cũng không thể mang về Đông Quốc. Sóc nói, tôi hiểu rồi, quân đoàn của tôi chưa bao giờ thua cuộc kể từ khi thực hiện nhiệm vụ cho người khác. Lê Uy Long chắc chắn sẽ chết, Harry nói. Chỉ cần anh có thể ám sát thành công Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ của Long Quốc, binh đoàn của anh chắc chắn sẽ nổi tiếng, gây chấn động thế giới và trở thành binh đoàn lính đánh thuê số một thế giới. Sóc nói, ngày này sẽ đến sớm thôi. Harry nói, cứ thế đi, đã muộn rồi, anh về trước đi, tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sóc nói, được rồi, chúc ngủ ngon, ông Sóc. Harry nói xong thì bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Sau khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai trở về nhà, Chu Nhược Mai lại vào phòng tắm để tắm. Lúc này, Thiên Thành gọi đến để tránh chu nhược mai nghe thấy lê uy long chạy về phòng rồi mới nghe máy muộn thế này rồi anh gọi cho tôi làm gì lê uy long sốt ruột hỏi anh thiên nghe nói tối nay anh đã đánh vĩnh kim bảo chủ tịch tập đoàn vương lôi tại khách sạn thiên long nên tôi muốn gọi điện đến hỏi thăm tình hình thiên thành nói chỉ là một tên chủ tịch không biết trời cao đất dày đánh thì đã đánh rồi chẳng có gì để giải thích cả lê uy long nói nhưng là vết thương trên chân của anh còn chưa lành tên đó lại có vệ sĩ bên cạnh anh có bị thương không thiên thành hỏi chỉ động vào miệng vết thương một chút thôi không có gì nghiêm trọng ngày mai tôi sẽ để lưu bảo thông xử lý lại lê uy long nói vĩnh kim bảo dám kiêu ngạo trước mặt anh ép anh phải đánh ông ta động vào miệng vết thương của anh đúng là đáng hận tôi phải dẫn người đến tiêu diệt ông ta không thể bỏ qua chuyện này được thiên thành nói Chương 224 biện pháp đối phó. Đừng hành động hấp tấp, Lê Uy Long nói. Tại sao? Thiên Thành hỏi. Bởi vì Vĩnh Kim Bảo không phải là một vấn đề, ông ta chỉ là một con tốt thí bị đẩy ra mà thôi. Cho dù có tiêu diệt ông ta cũng không có ý nghĩa gì. Lê Uy Long nói. Anh Thiên, làm sao anh biết ông ta chỉ là một con tốt thí? Thiên Thành hỏi. Vĩnh Kim Bảo quá ngạo mạn để làm chuyện lớn. Đông quốc chắc chắn sẽ không cử những người như ông ta đến thành phố Đà Lạt để đầu tư. Phía sau ông ta còn phải có những kẻ có quyền lực lớn hơn." Lê Uy Long nói. "Vậy thì chúng ta phải làm gì tiếp theo? Anh có muốn sử dụng thẻ rồng tối cao của mình để chống lại với chúng trên thương trường không?" Thiên Thành hỏi. "Không, chúng ta không giỏi trên thương trường, vì vậy chúng ta không nên dễ dàng sử dụng thẻ rồng tối cao đó, tránh trường hợp bị gài bẫy, khiến nền kinh tế của Long quốc bị tổn thất." lê uy long nói vậy thì tôi sẽ yêu cầu những gia tộc lớn đó đầu tư vào tập đoàn galaxy và cạnh tranh với tập đoàn vương lôi thiên thành nói không cần lê uy long nói cái gì cũng không làm chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn công ty của chị dâu phá sản sao thiên thành nói chỉ đối phó với một tập đoàn vương lôi nhỏ bé anh không cần phải giống như kẻ thù lớn như vậy chúng ta chỉ cần chờ xem chuyện gì xảy ra sau đó thu thập bằng chứng phạm tội của chúng như thế đã có thể xóa sổ hoàn toàn bọn chúng, hơn nữa còn có thể tịch thu tập đoàn vương lôi. Chúng ta có thể quy tội gì cho chúng? Thiên Thành bối rối hỏi. Sao não của anh ngày càng trì trệ vậy? Không phải anh nói bọn họ bí mật điều đến hơn 200 lính đánh thuê sao? Bọn họ muốn ám sát tôi trên địa bàn Long Quốc, đây không phải là tội sao? Lê Uy Long nói. Thiên Thành chợt nhận ra, tôi hiểu rồi, bọn chúng muốn ám sát hộ soái bảo vệ kỷ Long Quốc tội lớn này đủ để trong một lần tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng khi đó tập đoàn vương lôi mà bọn chúng đầu tư từ đông quốc cũng bị tịch thu bên đông quốc cũng không dám ho he gì anh hiểu rồi thì tốt vì vậy bây giờ cứ để bọn chúng thích làm gì thì làm đi chúng đầu tư càng nhiều tiền thì càng tốt dù sao thì cuối cùng nó cũng sẽ là của chúng ta lê uy long nói anh thiên không ngờ anh không chỉ dùng binh như thần trên chiến trường mà còn có một bộ óc kinh doanh xuất sắc Thiên Thành cười, đây thật ra cũng được coi là chiến tranh thương mại, chúng ta chỉ lao về phía trước, nắm lấy sơ hở chết người của chúng, dùng một đòn khiến chúng câm miệng, khiến tất cả bọn chúng thua cuộc." Lê Uy Long nói, anh Thiên hành động không theo lẽ thường, bên kia có lẽ sẽ nghĩ rằng anh sẽ cố gắng chống đỡ cho tập đoàn Galaxy của chị dâu bằng mọi giá, nhưng anh lại không làm gì cả, để mặc bọn chúng. Bọn chúng sẽ như thể đánh vào bịch bóng, khiến chúng mất bình tĩnh. Anh Thiên thật là thông minh. Thiên Thành nói. Được rồi, anh không cần phải tâm bốc tôi. Trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta phải theo dõi sát sao nhất cử nhất động của tập đoàn Vương Lôi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi biết rồi, tuy nhiên, vì bên kia muốn ám sát anh, tôi e rằng chúng ta không thể không đề phòng. Tôi vẫn lo lắng rằng anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải triển khai thêm binh lính để bảo vệ anh. Thiên Thành nói, có chuyện gì mà tôi chưa trải qua chứ? việc bố trí người bảo vệ tôi chắc chắn sẽ khiến chúng cảnh giác. Lê uy long nói. nhưng anh là hộ soái bảo vệ của long quốc, anh không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. đối phó với những lực lượng đông quốc này không đáng để anh mạo hiểm. thiên thành nói. anh không cần phải nói thêm gì nữa, tôi đã quyết định rồi. muốn dẫn rắn ra khỏi hố, trước tiên phải thể hiện điểm yếu của mình. hơn nữa, bọn chúng đã lâu không tấn công tôi, tôi cho rằng bọn chúng có âm mưu khác. Lê uy long nói ngoài muốn ám sát anh ra họ còn có âm mưu gì thiên thành hỏi tôi cũng không biết nữa đây chỉ là suy đoán của tôi tóm lại anh chỉ cần theo dõi sát sao mọi động thái của chúng lê uy long nói được rồi tôi sẽ cho người giám sát thiên thành nói được rồi không có chuyện gì nữa thì cứ vậy đi lê uy long nói được anh thiên ngủ ngon sau khi lê uy long cúp điện thoại anh đi vào phòng mình tắm khi đang tắm anh thấy vết rách ở chân nghiêm trọng hơn anh nghĩ, máu chảy khắp chân. chương 225 mơ mộng hảo huyền. Chỉ là lúc trước có quần che lại, cho nên anh và Chu Nhược Mai đều không phát hiện. Trời đã khuya, anh không muốn nửa đêm ra ngoài tìm Lưu Bảo Thông để chữa trị. Bởi vì hiện tại là thời điểm quan trọng, anh ta lo lắng rằng Chu Nhược Mai sẽ gặp nguy hiểm một khi anh ra ngoài. Sau khi tắm xong, Lê Uy Long đi đến phòng của Chu Nhược Mai. Lúc này, Chu Nhược Mai cũng đã đi tắm. Lệ Uy Long, nếu người chủ tịch bạn của anh không quay lại chủ trì tình hình chung, em lo rằng tập đoàn Galaxy sẽ thực sự phá sản trong tay em." Chu Nhược Mai nói. "Không sao, em không cần lo lắng, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cậu ta cũng không quan tâm đến tập đoàn Galaxy này, cho dù phá sản trong tay em, cậu ta cũng sẽ không đau lòng." Lệ Uy Long nói. "Nhưng em không cam lòng." một doanh nghiệp lớn như vậy đã thống trị thành phố đà lạt trong một thời gian dài sẽ thật đáng tiếc nếu nó bị phá sản ở trong tay em chu nhược mai nói hãy tin tưởng ở anh tập đoàn galaxy sẽ không sụp đổ lê uy long nói anh nói em tin tưởng anh thế nào đây đối mặt với công kích của tập đoàn vương lôi em không còn sức đánh trả nếu chuyện này tiếp tục sợ là tập đoàn galaxy sẽ sụp đổ chu nhược mai nói em không cần làm gì cả chúng ta đi tới đâu hay tới đó. Từ giờ trở đi, em chỉ cần đi làm như bình thường là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Lê Uy Long nói, như vậy mà được à, anh muốn em cứ đứng đó nhìn công ty sụp đổ sao? Chu Nhược Mai tức giận nói, anh chỉ yêu cầu em đợi, sau này sẽ nhận được quà lớn. Lê Uy Long nói, ý anh là gì, làm sao em có thể nhận được quà? Chu Nhược Mai bối rối hỏi, nếu bây giờ anh nói cho người biết, tập đoàn vương lôi sớm muộn gì cũng sẽ là của em em có tin hay không lê uy long cười đầu của anh bị úng nước sao tập đoàn vương lôi làm sao có thể là của em đương nhiên chu nhược mai sẽ không tin lời lê uy long cho rằng anh đang mơ mộng hão huyền vậy thì em cứ chờ xem là biết lúc này lê uy long không muốn nói nhiều bởi vì bây giờ cho dù anh có nói gì chu nhược mai cũng sẽ không tin cứ tiếp tục nói thì cô sẽ nghĩ mình khoác lác vậy thì ngủ đi anh cứ mơ là có tất. Chu Nhược Mai không muốn nói chuyện với Lê Uy Long về những chủ đề không liên quan đó. Cô chỉ hy vọng tập đoàn Galaxy có thể qua khỏi là cảm tạ trời đất rồi, làm sao mà cô có thể tưởng tượng được tập đoàn Galaxy sẽ là của mình được. Được, vậy ngủ đi, chúc ngủ ngon. Lê Uy Long nói xong liền bắt đầu đi lên lầu ngủ. Chúc anh có một giấc mơ đẹp, Chu Nhược Mai nói một cách châm chọc. Lê Uy Long đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng Chu Nhược Mai cứ trần trọc vì trong đầu có chuyện của tập đoàn Galaxy, đến 2 giờ sáng cũng không ngủ được. Nhìn thấy Lê Uy Long ngủ một cách dễ dàng như vậy, Chu Nhược Mai cảm thấy hơi tức giận. Tập đoàn Galaxy sắp phá sản, tên khốn này không muốn giúp, quả thực ngủ say như heo. Càng nghĩ càng tức giận, cô quyết định tìm cách trêu chọc Lê Uy Long, không cho anh ngủ ngon như vậy. Cô suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên đầu cô nảy ra một ý. Sau khi hạ quyết tâm, cô giả vờ như đang ngủ, sau đó lật người lăn xuống giường, để cơ thể của cô nằm chính xác trên cơ thể của lê uy long. lê uy long đang ngủ bỗng nhiên bị chu nhược mai đè lên, anh đột nhiên tỉnh lại, sau đó phản ứng có điều kiện mà đưa tay ra ôm lấy cô. vì chu nhược mai đang đối mặt với lê uy long khi cô lăn xuống giường, lê uy long theo bản năng đưa tay ôm cô. á, à, khốn kiếp, buông ra, chu nhược mai không thể giả vờ ngủ được nữa, cô hét lên theo bản năng audio điện tử võ tấn bền hết chương 225